chương 2360, cá sấu ba chân. An Nhiên bình tĩnh nói, trong giọng nói có cẩn thận mãnh liệt. lang Hàn thầm gật đầu, bởi vì con cá lớn kia rõ ràng là thăng nguyên cảnh. Rào, hồ nước phá tan, một quái vật khổng lồ từ trong hồ bò lên bờ. Cái này hình như cá sấu, nhưng chỉ có ba chân, một trước hai sau, phần sau vừa thô lại cường tráng, bao trùm vải đen như sắt thép, sắc bén như lưới cưa. Đây cũng không phải kinh khủng nhất, khủng bố chính là khí thức con cá sấu này tản mát ra. Ngũ bí, Lâm Tuyên lập tức nói, con mắt hơi co rút lại. Lâm Tuyên là đế giả, có thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ vô địch, bởi vậy hắn không chỉ có thể nghiền ép tam bí phổ thông, thậm chí đối với tứ bí phổ thông cũng có sức đánh một trận, chỉ ít có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, đối đầu ngũ bí, hắn chỉ có một đường bại vong. Không chỉ hắn, ngay cả an nhiên thân là siêu cấp đế giả cũng không thể là đối thủ của cường giả ngũ bí. Bởi vậy, con quái vật khổng lồ này vừa hiện thân, tự nhiên để lâm tuyên cùng an nhiên biến sắc đánh không được đối cứng hẳn phải chết chỉ có phần trốn con cá xấu ba chân này lập tức xiết tới mở ra cái miệng lớn như chậu máu táp tới ba người lăng hàn đi an nhiên khẽ quát một tiếng thân hình bắn lên không quên tóm về phía lăng hàn nàng từ đầu đến cuối không quên thương chỉ vi dặn dò phải bảo vệ lăng hàn lâm tuyên nhìn ở trong mắt nhất thời đố kỵ đến phát điên hắn tự nhiên không biết thương chỉ vi dặn dò chỉ cho rằng là an nhiên quan tâm lăng hàn, tự nhiên ghen tuông sôi trào, hận không thể chém lăng hàn thành vạn đoạn. Thể phách của lăng hàn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nói đến sức chiến đấu, tự nhiên không đủ để đối kháng nhất bí đế giả, bởi vậy hắn trực tiếp bị an nhiên bắt được, không còn sức đánh trả chút nào. Xeo, an nhiên triển khai thân pháp, nhanh như lưu quang. Lâm tuyên theo sát phía sau, hai mắt của hắn nhìn chầm chập lăng hàn, không hề che giấu sát khí chút nào. Lăng hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút buồn bực, Ca cũng không muốn bị một nữ nhân mang theo a, thứ nhất tổn thương mặt mũi, thứ hai như vậy để hắn làm sao đào tẩu. Nếu như Lâm Tuyên biết trong lòng hắn nhổ nước bọt, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ, cái này không phải được tiện nghi còn ra vẻ sao? An Nhiên cùng Lâm Tuyên trốn, cá sấu ba chân đuổi ở phía sau, ba chân nó bốc lên, nhưng căn bản không chạm đất mặt, thật giống như xem bầu trời là đại hải, có thể mặc nó ngao du. Có điều, đại cảnh giới tương đương, tốc độ của tu luyện giả kỳ thực là gần như trừ khi tu luyện quy tắc am hiểu chạy trốn tỷ như quy tắc hệ lôi quy tắc không gian đương nhiên cũng không phải hết thảy quy tắc hệ lôi không gian đều am hiểu tốc độ nhưng cá sấu ba chân này lại am hiểu quy tắc hệ lôi hơn nữa còn thiên hướng tốc độ ba chân vùng vẫy từng ánh chấp lấp lóe ở sau lưng nó để nó bùng nổ ra tốc độ kinh người rõ ràng nó cất bước muộn hơn nữa cách ba người lăng hàn một đoạn lớn nhưng lại cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương không cắt đuôi được chiến An Nhiên quyết định thật nhanh, nếu như lúc này gặp lại một yêu thú ngũ bí thậm chí thăng nguyên cảnh, vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Được, Lâm Tuyên cũng là đế giả, đương nhiên sẽ không thiếu hụt chiến ý. Hai người đứng lại, An Nhiên tiện tay ném lăng hàn qua một bên, sau đó trong tay đã có thêm một chiếc gương, xem dáng dấp thì giống đại nhật thiên vương cảnh mấy phần. Đây là khí cụ mô phỏng, cấp bậc tiên phủ, phu, bảo gương phát sáng, bắn ra từng đạo ánh sáng, có chiếu dọi ở trên người An Nhiên, có rơi vào trên người cá sấu ba chân, nhưng sản sinh hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Tăng lên sức chiến đấu cho an nhiên, mà đối với sức chiến đấu của cá sấu ba chân là suy yếu nghiêm trọng. Cái này cho dù đối với cường giả ngũ bí cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Oanh, an nhiên giết về phía cá sấu ba chân, cùng con quái vật khổng lồ này đấu đối diện một cái, nhưng nàng lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, bị đánh ra. Cho dù sức chiến đấu bản thân nàng tăng lên, đối thủ giảm xuống, nhưng bởi vì song phương tranh lệch dòng dã bốn cảnh giới nhỏ, không phải đế giả thêm bảo khí liền có thể san bằng. Nàng vẫn không địch lại, Lâm Tuyên vội vã đón nhận, hắn lấy ra một cây trường thương, phảng phất như có một con thanh long xuất hải, phát ra từng trận long ngâm. Cái này cũng là chuẩn tiên khí, uy lực ngập trời. Đáng tiếc, cá sấu ba chân kia quá mạnh mẽ, chỉ quẫy đuôi một cái liền đánh bay Lâm Tuyên ra ngoài. Có điều an nhiên cũng đã giết trở về, kiềm chế cá sấu ba chân lại, không cho nó cơ hội truy sát Lâm Tuyên. Hai người liên thủ, thay nhau đổi chỗ kiềm chế cá sấu ba chân, tuy ở trên mặt hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng cá sấu ba chân đánh lâu vô công, Phỏng Trừng cũng sẽ biết điều mà tự mình lui lại. Lăng Hàn nhìn một hồi, biết An Nhiên có thể bảo vệ an toàn, hơn nữa, Thương Chỉ Vi yên tâm cho nàng đi ra, Phỏng Trừng sẽ ban cho nàng bảo vật siêu đẳng gì, chỉ là có thể số lần vận dụng có hạn, hay phải trả giá rất lớn. Cảm tình của hắn đối với Thương Chỉ Vi rất mâu thuẫn, vừa phẫn nộ vì đối phương giết Long Nguyệt Tích, nhưng Thương Chỉ Vi quan tâm hắn là hàng thật đúng giá, lại để cho hắn có chút cảm động, bởi vậy, đối với đồ đệ này của Thương Chỉ Vi hắn cũng quan tâm một hồi. Xác định đối phương sẽ không sao, hắn liền cười cợt nói: "Ta ở lại cũng không giúp được, liền không kéo chân sau của mọi người, trước tiên rút lui." Nói xong, hắn nhanh chân bỏ chạy, đứng lại, An Nhiên gầm lên, nàng ngoại trừ đáp ứng phải bảo vệ Lăng Hàn ra, còn có một nhiệm vụ phụ, chính là không thể để cho Lăng Hàn rời đi tầm mắt của nàng trong không gian thần khí của đối phương có một người ân sư nhất định phải giết. Nàng không biết lấy thực lực kinh thiên của thương chỉ vì tại sao không có cương bức, nhưng nếu thương chỉ vi nói rồi, nàng nhất định phải trăm phần trăm không hơn không kém mà đi chấp hành. Nữ nhân làm lên sự tình, có lúc thực sự là hoàn toàn không để ý hậu quả. Nàng đột nhiên xoay người rời đi, đuổi theo lăng hàn. Lâm tuyên kinh hãi, một mình hắn làm sao có khả năng chặn được tiên thú cấp bậc ngũ bí. Oanh, hắn vẫn chưa nghĩ xong, liền bị đuôi của cá sấu ba chân quét chúng, quất bay không biết bao nhiêu khoảng cách. Cũng còn tốt, cá sấu ba chân không có triển khai truy kích hắn, mà nhìn chằm chằm lăng hàn cùng an nhiên. Bởi vì nó cảm ứng được trong cơ thể lăng hàn có thứ mình cần. Thiên địa bản nguyên, chương 2361, suýt chút nữa thuần sát. Thân hình an nhiên phẫn nộ bắn ra, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách cùng lăng hàn. Chỉ một chút là đến khoảng cách cực hạn mà an nhiên có thể ra tay, lăng hàn lập tức triển khai hư linh không gian, không khí vặn vẹo vô số mặt kính xuất hiện hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi đổi một thời gian khác an nhiên tự nhiên có thể tùy ý ra tay đánh nổ hết thảy ảnh trong gương vậy lăng hàn không chỗ che thân chỉ có phần bị nàng bắt nhưng mà hiện tại phía sau nàng còn có một con tiên thú cấp bậc ngũ bí đuổi theo làm sao có thời giờ cho nàng ra tay nàng chỉ có chờ nhưng cá sấu ba chân cấp tốc tìm đến năng lượng vô tận cuồng quét vô số mặt kính nhất thời phá nát ô lăng hàn đâu an nhiên không khỏi cau mày nàng một mực chờ đợi chân thân của Lăng Hàn xuất hiện, nhưng dưới cá sấu ba chân quét ngang, hết thải gương phân thân đã phá nát, nhưng Lăng Hàn vẫn không thấy tăm hơi. Người làm sao có thể không cánh mà bay, không gian thần khí, nàng căn bản không có suy nghĩ qua khả năng như vậy, trừ khi là tiên vương lấy tiên kim luyện chế ra không gian thần khí, vậy hẳn xưng là không gian tiên khí, nếu không thì, không gian thần khí gì cũng không chịu được oanh kích như vậy. Bởi vì không gian thần khí chỉ có thể dùng thần thiết cấp 20 luyện chế, Chuẩn tiên kim không được, thần thiết trồng chất sẽ ảnh hưởng hiệu ứng không gian, không thể chế tác thành công. Mà cầm tiên kim đến chế tác không gian tiên khí, đây cũng quá xa xỉ, lấy gốc gác của tứ hải cung cũng không có thủ bút như vậy, một đống lớn tiên vương cần tiên kim chế tác tiên khí đây này. Vậy Lăng Hàn đâu, cho dù hắn bị cá sấu ba chân một đòn đánh giết, vậy cũng phải có chút cặn bã chứ, cũng có thể có mảnh vỡ thần hồn. Kỳ quái, hô, cá sấu ba chân xứng sờ, sau đó lại khởi xướng đánh mạnh về phía nàng. Đại địch kéo tới, An Nhiên tự nhiên không có nhàn hạ đi tìm tòi tâm tích của Lăng Hàn, hay suy tư đối phương đến tột cùng đi nơi nào. Nàng vừa đánh vừa lui, một đường trốn xa, hô, cuối cùng thoát khỏi. Lăng Hàn từ trong hắc tháp đi ra, thở phào nhẹ nhóm, hiện tại hắn là trời cao mặc chim bay a. À. Ồ, hắn lập tức nhướng mày, cảm giác một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng chạy tới. Lăng, Hàn, chỉ nghe Lâm Tuyên gào thét, từ đằng xa giết tới, một thương đâm qua, nhất thời có ánh thương hóa hình, như mũi tên nhọn đâm về phía lăng hàn một thương này đảo qua đại địa bốn phía đều dồn dập dạn nứt cực kỳ đáng sợ bởi vì hoàn cảnh của nơi này dị thường vững chắc nếu không bị nhất bí đế giả càn quét như vậy nơi này đã sớm thành hải dương lăng hàn suy nghĩ một chút cũng không có tiến vào hắc tháp mà xoay người bỏ chạy gặp chuyện liền tiến vào hắc tháp cái này không thể được ngươi trốn được sao lâm tuyên cười gằn theo sát không thôi lăng hàn cười ha ha lấy ra tiên ma kiếm xoay người lại một kiếm chém qua xoạt kiếm khí kinh thiên cho dù lâm tuyên là nhất bí đế giả cũng không dám mặc cho một kiếm này tập kích đến nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ chỉ ngưng quyền oanh một cái tia kiếm khí này liền bị đánh nát tan mà tốc độ của hắn chỉ hơi dừng một chút mà thôi tốc độ của phân hồn cùng tiên phủ tranh lệch lại có bao nhiêu lớn rất nhanh lâm tuyên liền đuổi sát tay phải hắn cầm thương tay trái vung ra đánh tới lăng hàn lúc này hắn bạo phát ghen tuông hơn nữa trái phải lại không người cho dù giết Lăng Hàn cũng không người nào biết, cũng có thể thoái thác đến trên người những mãnh thú kia, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đi chết, ánh mắt của Lăng Hàn cũng lướt qua một đạo hung quang, hắn lại đi ngược chiều, như nghênh tiếp công kích của Lâm Tuyên. Oanh, quyền kinh đánh tới, đây có thể miễn cưỡng đánh gãy tứ tinh chuẩn tiên kim, nhưng đánh vào trên người của Lăng Hàn, lại không có tạo thành bất luận thương tổn gì, chỉ đánh cho Lăng Hàn rút lui. Ong ong ong, triển khai hư linh không gian, Lăng Hàn chuyển đổi thân hình, lập tức xuất hiện ở phía sau Lâm Tuyên, tương tự đấm ra một quyền. Ha 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 ha, một chiêu này ta đã gặp, cho rằng ta sẽ không đề phòng sao. Lâm Tuyên cười lạnh, một thương đâm trở về, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cay độc, hiển lộ hết thực lực đế giả của hắn. Lăng Hàn không giận không sợ hãi, đang ấp ủ một trận bão táp. Bản nguyên trùng kích, dung hợp năm đạo thiên địa bản nguyên mà thành bản nguyên trùng kích, uy lực này lớn bao nhiêu. Đủ để nổ tung hư không, Lâm Tuyên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đòn đánh này khủng bố để hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Hắn thừa nhận Lăng Hàn rất trâu bò, ngay cả nhất bí đế giả công kích cũng có thể chịu đựng mấy lần, nhưng vạn vạn không cho rằng sức chiến đấu của Lăng Hàn có thể uy hiếp được mình. Nhưng đòn đánh này nổ ra, hắn lập tức cảm ứng được, nếu như bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Hắn quá khinh địch rồi. Đúng, hắn biết thể phách của Lăng Hàn kinh người, cũng biết đối phương nắm giữ năng lực di động trong nháy mắt, Lăng Hàn phản kích hoàn toàn ở trong dữ liệu của hắn. Nhưng chính vì như thế, hắn mới sẽ bất cẩn, bởi vì hắn căn bản không để thực lực của Lăng Hàn ở trong lòng. Hiện tại muốn tránh, làm sao có khả năng, oanh, không gian phát sinh vụ nổ lớn, mười dặm phụ cận bị san bằng. Nhưng mà, khi cơn bão năng lượng dừng lại, chỉ thấy Lâm Tuyên vẫn đứng, trên người có một cái phù hiệu hình dạng không cách nào miêu tả đang nhấp nháy, tỏa ra khí tức trí cao. Tiên vương làm phù văn, mới chặn được một đòn tất sát này. Quả nhiên, mặc dù linh nhạc tiên vương rời khỏi, nhưng như thế nào sẽ không có chuẩn bị, có tiên vương tầng 7 tự tay làm đạo tác hộ thân, ngay cả thang nguyên cảnh cũng không thể giết được Lâm Tuyên. Đương nhiên, một khi vận dụng tiên vương phù văn, sẽ bắt đầu trôi đi lực lượng, bởi vậy đây là bảo mệnh, không thể dễ dàng vận dụng. Lâm Tuyên kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trên mặt khó mà tin nổi, vẻ mặt không thể nào tiếp thu được. Hắn, một đời đế giả, đường đường tiên phủ cảnh, lại suýt chút nữa bị một tên thiên hồn cảnh nho nhỏ giết, hơn nữa còn là một chiêu thuấn sát hắn vẫn thiếp vàng trên mặt mình, nếu như không có linh nhạc tiên vương ra chỉ thủ đoạn, lúc này hắn còn có thể ở đây thán phục sao. Người này, quá nguy hiểm, Lâm Tuyên khiếp sợ, nhưng sát ý trong lòng đạt đến mức độ không còn gì hơn, lúc này mặc kệ ai xuất hiện cũng không thể ngăn cản hắn giết Lăng Hàn. Không giết người này, hắn ăn ngủ không yên, chương 2362, ra tiên vương. Thường, chết, hắn lần thứ hai giết ra ngoài, nhưng nếu biết Lăng Hàn nắm giữ đại sát chiêu khủng bố kia, hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị nếu như lại dẫm lên vết xe đổ vậy hắn cũng oan ức xưng đế giả quả nhiên khi lăng hàn oanh ra bản nguyên trùng kích lâm tuyên đúng lúc rời đi phạm vi công kích của một chiêu này làm sao không dám nhận chiêu sao lăng hàn nhoẻn miệng cười công kích của ngươi ta toàn bộ đỡ lấy mà công kích của ta ngươi không dám tiếp ngươi xem như là tiên phủ cảnh gì kháo không phải ta yếu mà là ngươi quá biến thái có công kích của phân hồn nào có thể đánh tan phòng ngự của tiên phủ tạo thành uy hiếp. Có mấy phòng ngự của phân hồn ngay cả công kích của tiên phủ cũng có thể chịu đựng được. Cũng chỉ có lăng hàn, trên đời này tại sao có thể có biến thái như thế? Nhưng hắn không thể phản bác, vì hắn không dám nhận công kích của lăng hàn. Hắn thực sự là phiền muộn chết mất, chết đi cho ta, chết, chết, lâm tuyên học ngoan, không đến gần lăng hàn, mà viễn trình nổ ra công kích. Hắn cao hơn lăng hàn một cảnh giới lớn, cho dù cách khoảng cách xa như vậy ra tay cũng có thể tạo thành uy hiếp to lớn với lăng hàn. Ngược lại, bản nguyên trùng kích của Lăng Hàn lại bị khoảng cách giới hạn, không thể tạo thành uy hiếp với Lâm Tuyên. Cứ như vậy, Lăng Hàn nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Hàn không ham chiến, bản nguyên trùng kích chỉ có thể giết cái suốt kỳ bất ý, không cách nào một đòn giải quyết đối thủ, kế tiếp liền không có cơ hội. Nếu như hắn còn có một đạo thiên địa bản nguyên, vậy đơn giản tiến vào trong hắc tháp, trực tiếp tu đến chín phân hồn viên mãn lại trở ra. Đến thời điểm đó hắn tương đương với tiên phủ nhất bí có thể ngược lại áp chế Lâm Tuyên, giết như cắt cỏ. Muốn chạy, không có cửa đâu, Lâm Tuyên truy kích, hắn tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Ngày hôm nay Lăng Hàn nhất định phải chết, Lăng Hàn không để ý tới, chỉ triển khai thân pháp, thân hình như điện. Lâm Tuyên ra hết thủ đoạn, nhưng thủ đoạn bảo mệnh của Lăng Hàn cũng nhiều kiểu nhiều loại, hư linh không gian để hắn hình ảnh ngàn vạn, bất diệt thiên kinh có thể để hắn chịu đựng công kích vượt qua cực hạn, thậm chí bất diệt chân dịch vận chuyển, trong nháy mắt hắn có thể từ trạng thái sắp chết trở nên sinh long hoạt hổ. Một cái đổi một cái trốn, 7 ngày trôi qua, Lâm Tuyên không khỏi ngơ ngác, thời gian lâu như vậy, hắn lại không bắt được một thiên hồn cảnh nho nhỏ. Sát ý của hắn càng tăng lên, mặt khác cũng tràn ngập tò mò với Lăng Hàn, trên người người này tất nhiên có bí mật động trời, bằng không làm sao có khả năng yêu nghiệt như thế. Giết người này, cướp đoạt cơ duyên của đối phương, bởi vậy, hắn cũng quyết tâm, đối với trong bí cảnh này khả năng có bảo vật là hoàn toàn quên hết chỉ truy kích Lăng Hàn. Hắn tin tưởng, bắt Lăng Hàn, hắn thu hoạch sẽ vượt qua tất cả. Nửa tháng sau, đột nhiên Lâm Tuyên bay lên một loại hàn ý không thôi, phía trước có một đoàn xương mù đỏ như màu máu giật động, để hắn phát lên hàn ý vô tận, không tự chủ được dừng bước. Đuổi đi vào, hẳn sẽ chết, đây là trực giác của hắn. Lăng Hàn đương nhiên không phải chạy loạn. Kỳ thực hắn vẫn xem tấm bản đồ cổ kia, theo mũi tên chỉ thị mà đi. Phía trước xuất hiện một đầm lầy, mà phía trên đầm lầy thì có một đoàn xương mù đỏ như máu giật động để hắn theo bản năng cảm thấy lạnh cả người không thể nào chạm vào đồ vật kia bằng không coi như là thể phách của hắn cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bạch cốt hắn không biết vì sao lại có trực giác như vậy nhưng chuyện này tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà đúng vào lúc này ở trong thức hải của lăng hàn bản đồ cổ lại tỏa ra một tia ý niệm để hắn tiếp tục tiến lên cái gì cái này không phải một tờ bản đồ sao làm sao có khả năng còn có thể tỏa ra ý niệm Lăng Hàn đột nhiên ý thức được, hắn xem thường phân lượng của tấm bản đồ này, thậm chí, người của cổ đan tháp cũng trông nhầm, giá trị của tấm bản đồ này vượt xa đánh giá của bọn hắn. Một loại tín nhiệm không tên để Lăng Hàn không có dừng bước lại, hắn dũng cảm tiến tới. Hắn lấy ra bản đồ cổ, chỉ thấy tấm bản đồ này tỏa ra hào quang rừng rực, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện tia sáng này kỳ thực là từ mặt trái của bản đồ phát ra. Bởi vì Lâm Tuyên đã đình chỉ truy kích, Lăng Hàn liền có thời gian lấy ra bản đồ cổ đến cận kẽ nghiên cứu, hắn lật địa đồ, chỉ thấy mặt trái của địa đồ có thêm một phù hiệu cổ điển, chính là ký hiệu này đang phát sáng, tỏa ra tiên uy trí cao vô thượng, chặn xương máu sôi trào. Ô, thật kỳ quái, Lăng Hàn đột nhiên bay lên một luồng cảm giác kỳ quái, tuy hắn chưa từng thấy ký hiệu này, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tiểu cốt, đúng, chính là tiểu cốt, Lăng Hàn đột nhiên nhớ tới, cái ký hiệu này cùng cốt văn của tiểu cốt có tính nhất trí kinh người. Cho dù hắn không đạt tới cấp bậc như vậy, nhưng có thể xác định hai người có liên hệ rất lớn. Hắn tỉ mỉ lật xem bản đồ, biểu hiện trên mặt trở nên càng ngày khiếp sợ. Chuyện này là một tấm da người, da của tiên vương. Hắn có một suy đoán, năm xưa có một vị tồn tại vô thượng chết đi, một cây xương thành tiểu cốt, mà da người của hắn là chế thành bản đồ cổ. Năm xưa tiểu cốt là tiên vương tầng 9, ai có thể lấy da của hắn làm thành địa đồ. Thiên tôn sao, lang hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nếu như bản đồ cổ cho thấy bí mật của mình sớm hơn, nói không chắc hắn đã sớm cùng tiểu cốt trao đổi, vậy thì có thể có đáp án. Có điều hiện tại ra người phát sáng, che chở lăng hàn không ngừng đi tới, xương máu không thể xâm nhập, như dẫm trên đất bằng. Đáng chết, đáng chết, lâm tuyên không ngừng gào thét, xương máu như vậy ngay cả hắn cũng không dám vào, nhưng lăng hàn có thể đi như trên đất bằng. Cái này tự nhiên là bởi vì trên người lăng hàn mang theo bảo vật kinh người, có thể chống đỡ ăn mòn của xương máu, mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm đố kỵ trên người Lăng Hàn đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Mắt thấy thân ảnh của Lăng Hàn sắp biến mất, hắn cũng không khống chế được, đi tới trước một bước, muốn dựa vào Tiên Vương Phù Văn đối kháng xương máu, sau đó tìm ra Lăng Hàn, giết chết. Nhưng hắn mới vừa đi ra một bước, chỉ thấy Tiên Vương Phù Văn lập tức phát ra hào quang rừng rực, xương máu sôi trào, không ngừng trùng kích ánh sáng, khiến cho nó cấp tốc ảm đạm. Chương 2363, ra Tiên Vương. "Hả, cái gì? Lâm Tuyên suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng." tiên vương tầng 7 bầy xuống thủ đoạn lại không hữu dụng. Cái xương máu này đến cùng là cái quỷ gì, lẽ nào là tầng 9? Phải biết, linh nhạc tiên vương không phải là cường giả tầng 7 phổ thông, mà ở trong tầng 8 cũng có thể xếp hạng trung du. Điều này nói rõ cái gì? Bảo vật trong tay lang hàn là cấp bậc tầng 9, trái tim của hắn nhất thời phốc hoành hoành đập mạnh, bảo vật như vậy đừng nói là hắn, ngay cả sư phụ hắn biết rồi cũng đỏ mắt. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức, bằng không bảo vật liền không có phần của hắn. Nguyên bản biện pháp tốt nhất là liên hệ linh nhạc tiên vương, nhưng hiện tại Lâm Tuyên thay đổi chủ ý, ở bên ngoài xương máu chờ, ngược lại khu vực đầm lầy này cũng không phải rất lớn, chỉ cần hắn tỏa chấn nơi này, chờ Lăng Hàn đi ra, hắn sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Mặc kệ bao lâu, hắn cũng chờ. Lăng Hàn thâm nhập khu vực đầm lầy, dưới xương máu tràn ngập, ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn rất lớn, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trong vòng 10 trượng, Vượt qua khoảng cách này chính là một mảnh xương mù mông lung. Nơi này không hề có thứ gì, muốn nói địa phương kỳ quái, chính là nước trong đầm lầy hoàn toàn đỏ ngầu, thật giống như chính là máu bốc hơi mới hình thành mảng huyết vụ lớn này. Lăng Hàn không biết xương máu này đến cùng đáng sợ rừng nào, ở dưới gia tiên vương bảo vệ, hắn như vạn pháp không dính. Nếu như vật này vẫn có thể phát huy như vậy, Lăng Hàn tin tưởng ngay cả tiên vương tầng 7 cũng không thể làm gì được hắn, bởi vì tiểu cốt liền miễn cứng có thể ngang hàng tiên vương tầng 8 vậy cho dù tấm da này hơi kém, cũng có thể ngang hàng tầng 7 chứ. Đáng tiếc, hắn căn bản không thôi phát được. Ồ, Lăng Hàn nghỉ chân, phía trước xuất hiện một bóng đen, như là một cây cột, cắm nghiêng vào trên mặt đất. Món đồ gì, hắn lại cất bước mà đi, bóng đen kia càng ngày càng rõ ràng, mà biểu cảm trên mặt Lăng Hàn cũng càng ngày càng kinh ngạc. Cái này là một cái chân côn trùng, nhưng không trọn vẹn, chỉ một đoạn mà thôi. Trên đùi mọc đầy xước mang màu đen, tỏa ra hàn quang yếu ớt, mà nơi đứt gãy thì lại đang chảy máu tươi Thật giống như chính là đầu nguồn của đầm lầy máu này Xảy ra chuyện gì Tại sao bản đồ chỉ dẫn hắn đến đây Không phải nói có một cây tiên dược dược linh mấy trăm tỷ năm sao Liền đồ chơi này Ai muốn nói nó là tiên dược Ngay cả tiên vương lăng hàn cũng sẽ mắng hắn mốc bức Vù Hắn đi đến gần Chân đứt phát ra một đạo gợn sóng Hóa thành ngàn tỷ con huyết trùng Đánh về phía lăng hàn Ra tiên vương lập tức phát sáng Cản lại những huyết trùng này Lăng Hàn không khỏi nhếch miệng, chẳng lẽ nói, trước phát hiện ra sâu cùng đồ chơi này là cùng một thể sao? Không phải là không có khả năng, Lăng Hàn quan sát tỉ mỉ, xước mang rô trên chân đứt kỳ thực chính là cây gai lúc trước. Chân sâu đứt ở đây, hơn nữa dấu vết vết thương này hết sức rõ ràng, là bị mạnh mẽ bẻ ra. Như vậy chỉ ít ở 10 kỳ nguyên trước, nơi này bạo phát qua đại chiến, có một tên cường giả gãy chân. Như vậy một phương đối chiến có phải là tiểu cốt kiếp trước không? Đây là Khí tức Thiên Tôn, Tiểu Tháp đột nhiên nói, cái gì? Lăng Hàn cực kỳ khiếp sợ, Thiên Tôn, chân con sâu này là Thiên Tôn. Chờ chút, trước hắn liền cảm giác những sâu kia tỏa ra khí tức tà ác, Thiên đạo không dung, lẽ nào? Không sai, không phải Thiên Tôn dưới vùng trời này, Tiểu Tháp nghiêm nghị nói, trong trí nhớ của ta không có bất luận tư liệu gì liên quan tới tên Thiên Tôn dị vực này, vô cùng có khả năng là ở trước khi ta sinh ra cũng đã xâm lấn. Lần này Lăng Hàn càng kinh sợ lại ở đây nhìn thấy một cái chân thiên tôn chỉ là không đẹp một chút nào tất cả đều là xước mang dô dị vực tất cả đều là người cực kỳ xấu xí như vậy sao ô chiếu nói như vậy lẽ nào khi còn sống tiểu cốt cũng là một vị thiên tôn không đúng hắn không phải được xưng là cốt ma tiên vương sao lang hàn đột nhiên câm miệng cốt ma tiên vương chính là kiếp trước của tiểu cốt nhưng có người nói nó là từ một khối xương đắc đạo cây xương gì trâu bò như thế không chỉ sinh ra thần trí, thậm chí có thể thăng cấp thành tiên vương tầng 9. Nếu như là thiên tôn di cốt, vậy thì không kỳ quái. Thiên tôn chính là châu bò như thế. Nói cách khác, lúc trước tiên vực thiên tôn kỳ thực không chỉ bốn, mà là năm tiên vực tồn tại bao nhiêu năm, không người nào biết, có thể ba vị thiên tôn kia biết, nhưng ai dám hỏi bọn họ. Như vậy trong tháng năm dài đằng đẵng xuất hiện nhiều đến năm vị thậm chí sáu vị thiên tôn lại có gì đáng kinh ngạc. Không đúng, Lăng Hàn lập tức nói, ta nhớ tới ngươi đã nói, tám kỷ nguyên trước mới bạo phát chiến đấu dị vực xâm lấn đáng sợ nhất, nhưng đây rõ ràng là bí cảnh ở thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, cái này ở thời gian không giống. Trừ khi, tiểu tháp lập tức tiếp lời, dị vực đã sớm xâm lấn qua tiên vực, Lăng Hàn gật đầu, tại sao thiên tôn cũng chết đi, nhưng tin tức trận chiến này xưa nay chưa từng nghe nói. Lịch sử sẽ xuất hiện đứt gãy, cái này rất bình thường, nếu như lúc trước trận chiến đó quá mức khốc liệt, để toàn bộ tu luyện giả chết hết, vậy tự nhiên là cái gì cũng không thể lưu lại. Một số năm sau, võ đạo lần nữa tỏa ra sức sống, thay ngén ra một thời đại mới. Tiểu tháp nói, nói cách khác, mười mấy cái kỷ nguyên trước đã từng có cường giả dị vực xâm lấn, bị tiên vực lúc đó thành công cản lại, đương nhiên cũng trả giá to lớn, nhưng khi đó đường núi hai giới cũng bị lấp kín, vì lẽ đó, lại qua vài kỷ nguyên, điểm liên tiếp bị mở ra lần thứ hai, có một làn sóng xâm lấn mới. Lúc đó dị vực chính là kẻ xâm lấn, nếu như tiên vực phải trả giá toàn bộ tinh hoa võ đạo để đánh đổi mới tiêu diệt kẻ xâm lấn vậy nói rõ thực lực của hai bên cực kỳ cách xa phải biết khai chiến ở tiên vực cường giả ngoại vực sẽ phải bị vùng thế giới này bài xích căn bản không thể điều động quy tắc thiên địa nơi này cái này vẫn có thể liều đến tu luyện giả tiên vực chết sạch so sánh thực lực tự nhiên quá rõ ràng có thể lần trước cường giả dị vực xâm lấn thất bại chính là bởi vì đánh giá thấp thực lực của tiên vực cho rằng mới qua mấy kỷ nguyên võ đạo của tiên vực còn lâu mới khôi phục nên sơ suất. Chương 2364, của Thiên Tôn. Nhưng lúc này đây, dị vực nên điều động sức chiến đấu càng mạnh hơn, mà tiên vực Thiên Tôn so với trước chiến dịch thiếu một vị, như vậy, khi lần đại chiến sau bộc phát, tiên vực còn chống đỡ được sao? Lăng Hàn cùng tiểu Tháp đều không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng thật giống như đè lên đá nặng. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, ta chỉ có nỗ lực lớn mạnh thực lực của mình. Lăng Hàn lập tức khôi phục tự tin, hắn muốn trở thành Thiên Tôn, mau chóng nhưng coi như hắn trở thành thiên tôn thực lực của tiên vực vẫn yếu hơn dị vực nhưng ít ra có tư cách tham chiến có thể nắm giữ vận mệnh của mình có điều ta vẫn không có rõ ràng tại sao tấm bản đồ cổ này hoặc là nói ra thiên tôn này muốn chỉ dẫn ta tới nơi này ta rõ ràng tiểu tháp nói hả nơi này có thứ mà ngươi cần một đạo thiên địa bản nguyên cuối cùng tiểu tháp thong thả nói cái gì lang hàn vừa mừng vừa sợ không phải thiên địa bản nguyên phổ thông mà là thời gian bản nguyên huyền diệu nhất. Tiểu tháp nói, ồ, Lăng Hàn gật đầu, cũng không phải quá chấp nhận, tiểu tháp trái phải lắc lắc, biểu thị khinh bỉ, ngu xuẩn, cái quy tắc gì ở tiên vương cảnh đều giống nhau, hơn nữa thiên địa bản nguyên cũng là chín đạo, khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng Hàn nói ra lý do của mình, sai vô cùng, tiểu tháp lắc đầu, thời gian là quy tắc trọng yếu nhất thế gian, nhưng cùng lúc cũng là đơn giản nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có ba loại biến hóa, bởi vậy thời gian bản nguyên chỉ có một đạo một đạo lúc này lang hàn mới trở nên nghiêm nghị thiên địa bản nguyên khác đều là chín đạo nhưng quy tắc thời gian chỉ có một đạo tương đương với chín đạo hợp nhất người còn tưởng rằng giống nhau sao tiểu tháp hỏi ngược lại lang hàn gật gù thời gian bản nguyên hẳn là thiên địa bản nguyên quý giá nhất trên thực tế quy tắc thời gian cũng là quy tắc thiên địa kinh khủng nhất chính là đến cảnh giới tiên vương cho dù không thể nghiền ép những quy tắc khác nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ Vốn cho là nếu ngươi có thể đạt được Đạo Thiên Địa bản nguyên thứ 9, vậy cũng chỉ là độc bản nguyên, nhưng tuyệt đối không ngờ, thời gian bản nguyên độc nhất vô nhị này lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Tháp cũng có vẻ rất khiếp sợ, nói cách khác, lúc trước Duyên Sinh Thiên Tôn cũng không thể đạt được quy tắc thời gian. Lăng Hàn hỏi, phí lời, Tiểu Tháp từ trước đến giờ luôn không cho Lăng Hàn mặt mũi. Lăng Hàn không phản đối, hắn tự nhiên biết đây là phí lời, nhưng ở phương diện nào đó có thể vượt qua Duyên Sinh Thiên Tôn, để hắn cảm giác rất thoải mái bằng không hắn sẽ cảm giác mình đi con đường của đối phương, một bước một vết chân, không hề biến hóa. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn đi ra con đường của mình. Thời gian bản nguyên kia ở đâu? Lang Hàn hỏi, có vẻ hơi gấp, chỉ cần chiếm được thời gian bản nguyên, hắn liền lập tức tiến vào trong hắc tháp bế quan, trực tiếp tu ra chín phân hồn, sau đó treo lên đánh cái ngốc bức Lâm Tuyên này. Nếu tấm bản đồ này chỉ dẫn người tới, vậy đáp án tự nhiên cũng ở trên người nó. Tiểu Tháp nói như vậy, quả thực chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Lăng Hàn cầm lấy địa đồ, lần thứ hai lấy thần thức rót vào, tìm kiếm biện pháp đến chỗ thời gian bản nguyên. Vù, gia thiên tôn phát ra hào quang rực rỡ, viên phù văn kia thả ra hào quang càng thêm óng ánh, khí tức trí cao vô thượng nhất thời bao phủ toàn bộ bí cảnh, cho dù là tiên vương tầng 7, tầng 8 thì đã làm sao, trong lòng đều run rẩy như gặp đại địch. Nhưng mà, cổ khí tức này lại áp chế ở trong phạm vi bí cảnh, bằng không giật động ra ngoài, e là sẽ đưa tới mấy tồn tại vô thượng kia. Tỷ như, phong tình thiên tôn, oanh, chân sâu phát ra phát sáng yếu ớt, khởi sướng xung kích về phía gia thiên tôn. Hai thứ này năm xưa đều là cấp bậc thiên tôn, bây giờ bản tôn khẳng định đã sớm hóa đạo, nhưng chỉ lưu lại vụn vật cũng cực kỳ đáng sợ, nếu không có gia thiên tôn bảo vệ, lang hàn khẳng định sớm bị hóa thành bột mịn. Có điều lang hàn cũng có thiên tôn bảo khí, chỉ cần đi vào hắc tháp, tin tưởng chỉ là ngang hàng thiên tôn hài cốt hẳn là không thành vấn đề. Lăng Hàn phát hiện, gia thiên tôn này kỳ thực là tiêu diệt khí thức của chân sâu, không, tiêu diệt không quá thỏa đáng, hai người thực lực kém không nhiều, ai cũng không thể áp chế được ai, bởi vậy là trung hòa lẫn nhau. Phù văn trên gia thiên tôn càng ngày càng ảm đạm, mà chân sâu chảy ra dòng máu cũng càng ngày càng ảm đạm. Suốt cục, đạt đến một điểm giới hạn nào đó, oanh, gia thiên tôn trong tay lăng hàn cháy hừng hực, trong nháy mắt liền thiêu thành cho tàn, không còn tồn tại ở nhân gian, mà chân sâu cũng đình chỉ chảy máu, cấp tốc khô mục, hóa thành cho, hòa vào trong nước. Cũng còn tốt, trên người Lăng Hàn còn có một đạo quang mang, là gia thiên tôn ở trước khi biến mất ra trì lên người hắn, tiếp tục bảo vệ hắn không bị xương máu xâm nhập. Đúng lúc này, Lăng Hàn cảm ứng được một luồng khí thức không giống. Thiên địa bản nguyên, tuy mỗi một đạo thiên địa bản nguyên không giống nhau, nhưng nếu đều là thiên địa sinh dưỡng, đại đạo hóa thân, tự nhiên sẽ có chỗ tương thông trên bản chất bởi vậy ngay lập tức có thể xác định, đây là khí thức của thiên địa bản nguyên. Nó, bị áp chế ở dưới chân sâu, lúc trước dị vực thiên tôn kia hẳn là cùng trước kiếp trước của tiểu cốt đồng quy vô tận nhưng nó trước khi chết vẫn dùng di hài chấn áp thời gian bản nguyên, mà trước kiếp trước của tiểu cốt lại hóa ra một miếng da, tự luyện thành địa đồ, chỉ dẫn người đến sau tới đây thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này. Hai đại thiên tôn đều phí chắc trở lớn như vậy, cái này đủ để chứng minh tầm quan trọng của thời gian bản nguyên. Nếu như bị dị vực đạt được, nhất định sẽ tạo thành đà kích khổng lồ với tiên vực mà một khi lăng hàn đạt được vậy hắn sẽ đạt được chỗ tốt vô cùng lăng hàn xúc động thần thức đi hấp dẫn thời gian bản nguyên hắn khẽ nhíu mày bởi vì hắn phát hiện đạo thiên địa bản nguyên này bị thương tích nghiêm trọng cảm giác có chút sắp chết phế chi của dị vực thiên tôn kia vẫn chấn áp nó không có dập tắt là bởi vì thời gian bản nguyên mạnh mẽ nếu như đổi thành bản nguyên khác không biết bao lâu trước đây đã dập tắt tiểu tháp nói xác thực cái này đã qua bao nhiêu kỷ nguyên chương 2365, thời gian bản nguyên. Có điều thiên tôn cũng thật mạnh mẽ, một cái phế chi mà thôi, lại hoàn toàn áp chế một đạo thiên địa bản nguyên, hơn nữa còn là thời gian bản nguyên do chín đạo hợp nhất, suýt chút nữa mài diệt nó. Tuy ở đây tiêu diệt thời gian bản nguyên chỉ có thể đả kích thiên địa, không thể mở rộng điểm liên tiếp của hai giới, ổn định đường núi, nhưng dị vực thiên tôn đã sắp chết, làm dù sao cũng tốt hơn không làm. Đúng rồi, trước kia thi thể vừa tử vong thật giống như phong hóa mấy tỷ năm, không phải là bởi vì thời gian bản nguyên chứ. Phế chi chân áp thời gian bản nguyên, trùng độc vào thân thể nói không chắc cũng mang theo quy tắc thời gian, khiến người ta vừa chết tức trăm tỷ năm. Lăng Hàn trước tiên ném hiếu kỳ này qua bên cạnh, hiện tại trọng điểm đương nhiên là thu lấy thời gian bản nguyên, vậy sao hắn liền có thể đạt được chín đạo thiên địa bản nguyên, tu ra chín phân hồn. Không được chín phân hồn, không thể đạt tới thiên tôn. Lăng Hàn toàn lực xúc động thời gian bản nguyên, quan hệ này quá trọng đại trước hắn được sáu đạo thiên địa bản nguyên, thu tới tay êm dịu, cũng hơi choáng, không có gì hưng phấn. Nhưng hiện tại hắn trở nên hưng phấn, xuất sắng, tràn ngập thấp thỏm. Hắn nhất định phải đạt được, thời gian bản nguyên cũng không biết là bị thương quá mức lợi hại, hay xem thường hắn, lại không phản ứng hắn chút nào, cho dù vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng vô dụng. Hắn đang muốn đến gần một chút thử nghiệm, ánh sáng thiên tôn bao phủ ở trên người hắn hơi động, gia nhập hàng ngũ du thuyết. Thời gian bản nguyên kia nguyên bản lười biếng, nhưng lập tức liền trở nên kích động, vui mừng khôn xiết, thật giống như gặp lại bạn cũ. Xeo, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ dưới lòng đất bắn ra, sau đó bắn tới Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, kia là một thứ mà sinh linh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, sinh xắn như nắm đấm, toàn thân trong suốt, lưu chuyển ra khí thức của thời gian, tựa như hiện tại, lại tựa như trong tương lai, lại phảng phất như ở quá khứ. Thời gian là lực lượng vĩ đại nhất, nếu như bản thân thời gian bản nguyên không vui, ngay cả thiên tôn cũng không cách nào thu lấy chỉ có thể tiêu diệt tiểu tháp thong thả nói mà ở lúc nó nói chuyện sinh linh bé nhỏ kia đã bắn ra từ đỉnh đầu của lăng hàn lóe lên liền biến mất tiến vào trong ý thức hải của hắn phu lăng hàn chợt cảm thấy chấn động toàn thân từng luồng từng luồng lực lượng không cách nào hình dung ở trong người lộ liễu hắn nhìn thấy thời kỳ nguyên thủy của viễn cổ hồng hoang cũng nhìn thấy thời kỳ thượng cổ võ đạo hưng thịnh thời gian biến thiên nhưng duy nhất bất biến là bản thân thời gian hắn có một loại cảm ngộ không nói ra được, cảm thấy chỉ cần đâm phá cửa ải này, hắn sẽ đắc đạo. Đốt, tiểu tháp đột nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức để Lăng Hàn tỉnh lại. Tiểu tử, người mà tiếp tục nữa, chính là muốn hóa đạo. Lăng Hàn nhìn thân thể của mình một chút, da thịt đều hóa ra từng viên từng viên phù hiệu, thật giống như muốn quy tắc hóa. Hắn không khỏi sợ hãi, vừa nãy cái cảm giác kia kỳ thực là thử thách của thời gian bản nguyên, nếu hắn không thể thông qua, thì sẽ bị quy tắc thiên địa đồng hóa. Đây chỉ là nói êm tai, cùng quy tắc đồng hóa, lấy lực lượng mỏng manh của hắn hiện tại làm sao có khả năng ảnh hưởng thiên địa, thật giống như giọt nước rơi vào đại hải, chỉ có bị hấp thu. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu may mắn, nếu như không có ánh sáng thiên tôn, hắn phỏng chừng căn bản thu không được đạo thiên địa bản nguyên này, nó trải qua viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, khả năng cực cao chính là thiên địa sơ khai thì tồn tại, vẫn không có dập tắt qua, là một đời sơ nhất. Mà nếu như không phải tiểu tháp đúng lúc nhắc nhở, hắn cũng có thể hóa đạo, từ đây tiêu vong. Nguy hiểm thật, nguyên tưởng rằng thời gian bản nguyên do chín đạo hợp nhất sẽ vô cùng khó có thể thu lấy, nhưng thứ nhất có ánh sáng thiên tôn hỗ trợ, thứ hai đạo thiên địa bản nguyên này bị trấn áp mười mấy kỷ nguyên, bị thương quá mức nghiêm trọng. Bởi vậy, nó chỉ là tính chất tượng trưng mà cho Lăng Hàn một thử thách liền trực tiếp tiến vào đan điền của hắn, bắt đầu chiếm đoạt địa bàn. Đừng nhìn nó bị thương nghiêm trọng, nhưng chín đạo hợp nhất, từ cách thả ở đàng kia, ngay cả lực lượng của tám đạo bản nguyên khác liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa nó thứ này liền chiếm một nửa không gian đan điền, lấn lực lượng bản nguyên khác qua một bên. Bá đạo, quá bá đạo, Lăng Hàn dùng thần thức nhìn kỹ, thời gian bản nguyên hóa thành một tiểu thú, tựa như lộc, tựa như quy, tựa như hổ, đang không ngừng biến hóa, hơn nữa như ở hiện tại, trong tương lai, lại như ở quá khứ, căn bản không thể nắm bắt. Tiểu tháp không khỏi cảm khái, thời gian bản nguyên là thiên địa bản nguyên thần kỳ nhất, ngay cả thiên tôn muốn bắt nó cũng không phải một chuyện đơn giản. Nó có thể ở hiện tại, lại có thể ở quá khứ, tương lai, cho dù là Thiên Tôn cũng không thể nghịch loạn thời gian trường hà, tự nhiên không thể làm gì được nó. Lăng Hàn suy đoán, đạo thiên địa bản nguyên này vẫn là theo trước kiếp trước của tiểu cốt, nhưng ở trong trận chiến cùng dị vực Thiên Tôn ấy, hai đại Thiên Tôn đồng quy vu tận, mà nó thì bị phế chi của dị vực Thiên Tôn trấn áp, suýt chút nữa liền dập tắt. Có chút chân tướng là vĩnh viễn không thể nghiệm chứng, chỉ cần nói thông là được. Lăng Hàn cũng lười tích cực, quan trọng nhất chính là kết quả mà kết quả là hắn đạt được đạo thiên địa bản nguyên thứ 9, viên mãn. Được, hiện tại liền sung kích 9 phân hồn, vậy cái gì Lâm Tuyên, ngươi chờ bị đánh giết thành cặn bã đi. Không được, tiểu tháp lập tức nói, tại sao, Lăng Hàn hỏi, tuy chân cụt của thiên tôn đã dập tắt, nhưng lực lượng thiên tôn vẫn còn, những huyết vụ này chỉ ít còn có thể tồn tại mấy kỷ nguyên, nhưng áng sáng thiên tôn trên người ngươi nhiều lắm chỉ kéo dài mấy ngày, nếu như hiện tại ngươi bắt đầu bế quan. Vậy trở ra, làm sao lao ra xương máu? Tiểu tháp hỏi ngược lại, ạch, đúng nha, trừ khi ngươi có thể tu đến tầng 9, có thể đối kháng xương máu như vậy. Tiểu tháp lại nói, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Lang Hàn gật gù, vậy liền rời đi nơi này, chỉ cần ra phạm vi xương máu, hắn liền lập tức tiến vào hắc tháp, xung kích chín phân hồn. Hắn nói làm liền làm, thân hình nhảy một cái, đã lao ra biên giới. chương 2366, xung kích chín phân hồn. Lâm Tuyên ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, nhưng thần thức vây quanh toàn bộ khu đầm lầy, bất luận lang hàn từ chỗ nào đi ra, hắn cũng có ngay lập tức cảm giác, sau đó tiến hành đánh lén, thề phải giết chết người uy hiếp lớn hơn trời này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dùng thần thức bao vây ở ngoài xương máu, xương máu tự nhiên là không dám đụng vào, đụng vào, thần thức sẽ lập tức bị ăn mòn, vậy thì đáng sợ, ngay cả tiên quang tầng 7 cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Ồ, hắn phát hiện xương máu nguyên bản bình tĩnh đột nhiên giật động, sau đó liền thấy một người thanh niên bước ra ngoài vóc người thon dài, trên người có một đạo ánh sáng không cách nào hình dung đang nhấp nháy, như có thể trấn áp chư thiên. Đó là Lăng Hàn, nhưng không đúng, tại sao hắn sẽ có một loại kích động quỳ xuống ở trước mặt đối phương, loại cảm giác vô lực mãnh liệt kia thậm chí còn cường liệt hơn so với hắn ở trước mặt sư phụ. Sư phụ hắn là tiên vương tầng 7A, Lâm Tuyên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đổi đi ý sợ hãi trong lòng. Bởi vì hiện tại hắn càng thêm tham lam, muốn thu được hết thảy tất cả trên người Lăng Hàn, chiếm thành của bản thân, giúp hắn bay lên. Dưới cái nhìn của hắn, sở dĩ an nhiên mạnh hơn hắn, chỉ là bởi vì có một sư phụ tiên vương tầng 9, nếu như hắn cũng có thể có được bí bảo cấp bậc tầng 9, chắc chắn sẽ không yếu hơn an nhiên. Chết, hắn hét lớn một tiếng, giết lại đây, lang hàn không né không tránh, còn nhìn hắn nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Đệt, lâm tuyên tức giận, trường thương đâm nhanh, thanh long ngâm nga, bùng nổ ra uy năng vô tận. Giết, 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 hắn ưỡn thương liền đâm, muốn giết Lăng Hàn. Phốc, trường thương đâm tới, nhưng Lâm Tuyên lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Một thương này lại bị tầng ánh sáng bên ngoài cơ thể Lăng Hàn cản lại, để hai tay của hắn tê dại, toàn thân run rẩy, thật giống như mỗi một khối bắp thịt đều muốn rơi xuống. Lăng Hàn ra tay, quét về phía mặt của hắn. Lâm Tuyên biết Lăng Hàn nắm giữ sát chiêu như bản nguyên trùng kích, há có thể không có chuẩn bị, dưới chân lập tức bắn ra, lui về phía sau. Hắn bản ý là tránh ra một trường này, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi nếu như lăng hàn dùng tới bản nguyên trùng kích hắn ngược lại không có để ở trong lòng nhưng đối phương chỉ đơn giản muốn quất hắn đây là một loại miệt thị thế nào nhưng đạo quang mang kia là chuyện gì xảy ra thật giống như thiên đạo chăm sóc che chở để hắn phát lên một loại run rẩy cảm giác đối nghịch với lăng hàn chính là đối nghịch thiên địa ở vùng thế giới này tu luyện làm sao có thể nghịch thiên cái này nhất định là bảo bối lăng hàn đạt được ở trong huyết phụ nhất định đúng hắn lại đố kỵ đây là của hắn, đều là của hắn. Lần rất nhanh, Lăng Hàn cười nói, thừa dịp áng sáng thiên tôn vẫn không có biến mất, hắn phòng ngự vô địch, liền vọt về phía Lâm Tuyên, cũng không có ý hại người, chính là một tát một tát đánh mặt đối phương. Lâm Tuyên nổi giận, cái gọi là đánh người không đánh mặt, nhưng Lăng Hàn đặc biệt theo dõi mặt của hắn ra tay, đây là nhục nhã cỡ nào. Thêm chốt là, Lăng Hàn chỉ là một phân hồn nho nhỏ, lại dám quất hắn là nhất bí đế giả, nếu như hắn không tiêu diệt Lăng Hàn, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Người hung hăng cái gì, chỉ là may mắn được kiện bảo vật mà thôi. Hắn không cam lòng nói, vì lẽ đó ngươi chỉ có phần ước ao. Lăng Hàn từ tốn nói, hùng hục theo sát ở phía sau của ta như thế, không phải là đỏ mắt bảo bối trên người ta sao? Đáng tiếc, không có phần của ngươi, ta không tin ngươi có thể vẫn vận chuyển bảo vật như vậy. Lâm Tuyên nổi nóng nói, tuy hắn không làm gì được Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn cũng không làm gì được hắn, dù sao song phương tranh lệch cảnh giới bảy biện ở đàng kia cũng không phải là lăng hàn phòng ngự vô địch liền có thể một lần đắc thắng hai người đại chiến trên thực tế đây chỉ là một trò khôi hài lăng hàn muốn đánh mặt của lâm tuyên mà lâm tuyên thì trốn không cho hắn đánh chúng nói ra quả thực khôi hài phân hồn chiến tiên phủ nhưng lại là cường giả tiên phủ bị đánh cho chạy loạn đầy đất một ngày hai ngày ba ngày khi ngày thứ tư đi qua một nửa áng sáng thiên tôn trên người lăng hàn đột nhiên rung động kịch liệt sau đó liền biến mất đã đến giờ, Lăng Hàn cùng Lâm Tuyên đều sướng sờ, sau đó Lâm Tuyên liền cười to. Quả nhiên, người không cách nào lại điều động bảo vật này. Lăng Hàn, nạp mạng đi, hắn ưỡn thương dáng trả, lửa giận kìm nén hơn ba ngày rốt cuộc có thể phóng thích. Ngốc bức, Lăng Hàn tùy ý nói một câu, thân hình lóe lên, đã tiến vào hắc tháp. Này cũng không phải hắn tránh chiến, mà là trước tiên chơi Lâm Tuyên một chút, chờ hắn lần thứ hai đi ra, chính là muốn quyết tâm, đánh giết đối phương thành cặn bã lâm tuyên một thương đâm tới nhưng đột nhiên đâm không người đâu hắn kinh ngạc đây là sử dụng bí pháp nào đó trực tiếp trốn xa sao không đúng hắn rõ ràng không có cảm ứng được quy tắc không gian gợn sóng vậy làm sao có khả năng trốn xa hay là một loại thủ thuật che mắt nào đó nhưng nếu là thủ thuật che mắt một thương này đâm xuống vì sao lại trống rỗng trướng nhãn chỉ có thể che đậy con mắt cùng thần thức lại tránh không được quy tắc công kích không gian thần khí không thể không gian thần khí ngay cả cường độ nhất tinh chuẩn tiên khí cũng không bằng, hắn một đòn xuống, chỉ cần dư âm quét đến, không gian thần khí kia khẳng định nổ tung, lăng hẳn căn bản không chỗ che thân. Nhưng bài trừ tất cả không thể, độ khả thi còn lại liền bằng không, điều này làm cho hắn bối rối. Hắn nhất định nắm giữ một loại thủ đoạn tiên vương nào đó. Lâm Tuyên suy đoán, nếu như hắn có thể trốn xa, trước căn bản không cần từ trong huyết vụ đi ra, mà có thể trực tiếp rời đi. Vì lẽ đó, hắn hẳn giấu ở một góc nào đó phụ cận. Nếu ta tìm không thấy rời đi, hắn nhất định sẽ ra. Vì lẽ đó, ta trước tiên làm bộ rời đi, lại ở phía xa tiến hành giám thị, tu vi của hắn không bằng ta, căn bản không thể phát hiện ta ở phụ cận. Mặt khác, hắn lựa chọn chạy trốn mà không phải cùng ta đối kháng, nói rõ thủ đoạn tiên vương này chỉ có thể dùng ở bảo mệnh, bằng không hắn cần gì phải trốn. Lâm Tuyên bình tĩnh tâm tình, sự tình trước trước sau sau sâu chuỗi cùng một chỗ, ra suy đoán mà hắn cho rằng phù hợp nhất. Dưới chân hắn điểm một cái, bay về phía xa, nhìn như từ bỏ rời đi, kỳ thực là ở một bên chờ đợi. Chương 2367, công thành, trong hắc tháp, Lăng Hàn sao quan tâm Lâm Tuyên là nghĩ như thế nào, hiện tại hắn muốn tu ra chín phân hồn, đặt vững nền tảng thiên tôn. Nói cho ngươi một tin tức tốt, tiểu tháp xuất hiện, nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, có thời gian bản nguyên vào, thời gian gia tốc của hắc tháp có thể lại tăng lên gấp trăm lần. Nói cách khác, một ngày có thể bằng 10 vạn ngày. Lăng Hàn vạn phần kinh hỉ, không sai, hơn nữa này là bởi vì thời gian bản nguyên bị thương, chờ nó hoàn toàn khôi phục, hiệu quả gia tốc này còn có thể tăng lên. Tiểu tháp cho Lăng Hàn một kỳ vọng càng to lớn hơn. Lăng Hàn tự nhiên đại hỉ, hắn thiếu nhất chính là thời gian, có đủ thời gian, hắn có thể đuổi kịp những thiên kiêu sớm đã thành danh kia, thậm chí tiên vương sớm mấy kỷ nguyên đã đắc đạo. Hiện tại, ngoại giới qua một năm, Lăng Hàn có thể ở hắc tháp tu luyện 10 vạn năm, cái này quá ra sức. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện, Thương Chỉ Vi coi hắn như con cháu, cho hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mà nàng là nhân vật có tư cách biết thiên tôn, tự nhiên cực kỳ xem trọng Lăng Hàn, không cho rằng thiên hồn chính là điểm cuối của Lăng Hàn ở cảnh giới này. Bởi vậy, nàng cho Lăng Hàn tài nguyên tu luyện vượt xa bình thường, hiển nhiên muốn giúp hắn tăng lên tới 9 phân hồn. Lăng Hàn khẽ thở dài, cầm càng nhiều chỗ tốt của Thương Chỉ Vi, ngày sau liền để hắn càng khó làm. Nhưng vào giờ phút này, hắn thật là từ chối không được. Mặc kệ, trước tiên tu luyện, hắn tu luyện ở trong hắc tháp, cái này bất đồng ở dưới luân hồi thụ, thời gian gia tốc chỉ có thể tác dụng ở mức độ thần thức của hắn, mà là cả người. Một năm, mười năm, trăm năm, tu vi của Lăng Hàn bắt đầu bão táp. Ở dưới lượng lớn tài nguyên ủng hộ, nguyên lực của Lăng Hàn tích lũy như núi lửa bạo phát, mà trong cơ thể có chín đạo thiên địa bản nguyên, để hắn lĩnh ngộ quy tắc hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Đây chính là tiên vương cũng muốn đỏ mắt, có trí bảo, kẻ ngu si thu được cũng có thể tu vi tăng vụt, huống chi là ở trên người Lăng Hàn. 9.000 năm sau, Lăng Hàn tu đến thiên hồn đỉnh cao, bắt đầu xung kích phân hồn thứ năm. Kỷ vô danh tự chém tu vi tiên vương tầng 9, chí hướng là trùng kích thiên tôn, nhất định có thể tu ra 9 phân hồn, ta tuyệt không thể lạc hậu hắn. Tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Một vạn năm ngàn năm sau, Lăng Hàn tu ra đạo phân hồn thứ 6. Hai vạn hai ngàn năm sau, hắn tu ra đạo phân hồn thứ 7. Trong hắc tháp, thời gian chảy so với ngoại giới nhanh hơn 10 vạn lần. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, năm phân hồn trở lên, lại không cần vật dẫn đặc thù đến chứa đựng phân hồn, hơn nữa cũng không có thiên kiếp giáng lâm, thật giống như loại cảnh giới này là không tồn tại. Nhưng Lăng Hàn xác thực cảm giác sau khi đột phá mỗi lần, thực lực của hắn liền tăng vụt một đoạn dài. Nhưng mặc kệ hắn trở nên mạnh mẽ làm sao, hắn luôn cảm giác cách tiên phủ vẫn có một đoạn rất lớn, lớp bình phong này làm sao cũng không cách nào đánh vỡ xem ra, chỉ có đạt đến 9 phân hồn mới có thể hình thành biến chất. 3 vạn năm sau, Lăng Hàn tu ra đạo phân hồn thứ 8. Chỉ còn dư lại một đạo, Lăng Hàn tiếp tục tu luyện, nhưng cửa ải cuối cùng ngoài ý muốn khó có thể đột phá. 10 vạn năm, 30 vạn năm, 1 triệu năm. Lăng Hàn còn khổ sở tu luyện, hoàn toàn bị kẹt chết ở trên cửa ải này. Không được, xem ra cái này không phải chỉ khổ tu là có thể đột phá. Lăng Hàn cân nhắc nói, nhất định phải có một bước ngoặt, đại hỉ Đại bi, phẫn nộ, chiến ý cũng có thể giúp ta phá tan ngưỡng cửa này. Đúng rồi, cái ngốc bức kia khẳng định còn ở bên ngoài bảo vệ, lại vui đùa với hắn một chút. Lăng hàn ra hắc tháp, chỉ trong nháy mắt, hắn liền nghe một tiếng cười dài, hô, một thanh trường thương thình lình kéo tới, thật giống như đánh vỡ không gian, trong nháy mắt liền đâm tới ngực của hắn. Lâm tuyên, hắn quả nhiên không đi, vẫn thủ ở chỗ này. Trong hắc tháp qua trăm vạn năm, ngoại giới chỉ 10 năm, đối với nhất bí đế giả mà nói, chút thời gian này tự nhiên là chút lòng thành. Cho rằng ngươi có thể lừa dối ta sao? Lâm Tuyên cười gần, tiểu tử này cũng thật kiên trì, lại trốn hơn 10 năm, đáng tiếc, hắn kiên trì càng tốt hơn. Vì một bảo vật của tiên vương tầng 9, đừng nói 10 năm, dù người ước năm hắn cũng có kiên trì chờ đợi. Tiên nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lăng Hàn cười ha ha, vung quyền ninh tiếp. Phốc, trên nắm đấm của hắn lướt qua một vệt ánh sáng màu máu, cho dù lấy thể phách của hắn vẫn không cách nào ngang hàng lực phá hoại của tiên phủ, bị cắt ra một lớp da, máu tươi bão tố, người cũng bị chấn bay ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Tuyên càng ngơ ngác, thực lực của Lăng Hàn lại mạnh mẽ vô số lần, tuy vẫn không có đạt đến tiên phủ, nhưng chỉ chênh lệch một đường mà thôi. Làm sao có khả năng, tiên phủ lại yếu cũng có thể áp chế thiên hồn mạnh nhất, đây là chân lý tuyên cổ bất biến, nhưng Lăng Hàn lại tựa hồ như có xu thế đánh vỡ chân lý này bế quan 10 năm liền có thể tăng thực lực lên nhiều như thế, vậy lại bế quan 10 năm, trăm năm thì sao? Hắn không phải muốn nghịch thiên rồi sao? Không thể, không thể, hắn ở trong lòng an ủi mình, tiên phủ là tuyệt đối có thể áp chế thiên hồn, hơn nữa hắn là nhất bí đế giả, so với tiên phủ nhất bí phổ thông mạnh hơn hai cảnh giới nhỏ, tuyệt đối không thể để lang hàn trở mình. Tuyệt đối không thể để ngươi sống, hắn đằng đằng sát khí, tiểu tử này quá yêu nghiệt, cho dù không thể đánh vỡ thiết luật võ đạo, nhưng vạn nhất đối phương đột phá đến tiên phủ thì sao? Cũng còn tốt, nơi này không có tiên phủ bí cảnh, nếu không hắn thật rất lo lắng. Oanh, 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 nhưng Lăng Hàn không có tạp niệm, chiến ý sôi trào liều với Lâm Tuyên. Trận chiến này đánh đến 3 tháng, Lăng Hàn chiến đến vết thương đầy giấy, hoàn toàn không có cách nào tái chiến, lúc này mới tiến vào hắc thác. A, à, Lâm Tuyên ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ chút nữa là có thể tiêu diệt Lăng Hàn, nhưng đối phương lại dùng thủ đoạn nào đó biến mất để hắn việc sắp thành lại hỏng. Nhưng hắn có biện pháp gì? Tiếp tục chờ, trong hắc tháp, lăng hàn một bên khôi phục thương thế, một bên hồi ức chiến đấu, để cho chiến ý của mình sôi trào. Hiện tại hắn không có đại hỷ đại bi gì, mà loại cặn bã như lâm tuyên căn bản không thể để hắn phẫn hận, bởi vậy hắn chỉ có một đường thiêu đốt chiến ý. chương 2368, lực lượng hắc ám thượng. Trong hắc tháp qua nửa năm, lăng hàn giết ra, không nói hai lời liền công kích lâm tuyên ngoại giới vẻn vẹn chỉ qua một lúc, bởi vậy cái mông của Lâm Tuyên vẫn không có ngồi nóng, liền bị Lăng Hàn sinh long hoạt hổ công kích. Đệ, Lâm Tuyên không thể làm gì khác hơn là lập tức giáng trả, cùng Lăng Hàn chiến lên. Thời gian trận chiến này ngắn nhiều lắm, chỉ một tháng mà thôi, Lăng Hàn liền thu binh tiến vào hắc tháp. Đừng xem trận chiến này thời gian ngắn, nhưng cường độ càng to lớn hơn, Lăng Hàn chịu tổn thương không nhẹ hơn trước. Hắn lại tu dưỡng ba tháng, sau đó hiện thân đánh với Lâm Tuyên. Chiến, tu dưỡng, chiến, tu dưỡng, hắn cứ không ngừng tuần hoàn như thế. Lăng Hàn có hắc tháp, có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng Lâm Tuyên không giống, hắn mới vừa cùng Lăng Hàn chiến một hồi, vẫn không có thở một hơi, đối phương lại tới nữa. Không ngừng lặp lại như vậy, không chỉ để hắn phát lên cảm giác mệt nhọc, càng có một loại phiền không nói ra được. Mà đúng lúc này, chiến ý của Lăng Hàn cũng tích lũy đến trình độ cực cao. Lần này hắn tiến vào hắc tháp, bắt đầu bế quan thời gian dài. Dòng giã 10 vạn năm sau, Lang Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, trên người có 9 đại đạo quấn quanh, tỏa ra khí tức trí cao vô thượng. 9 phân hồn thành, hắn hầu như đạt tới độ cao của tiền vô cổ nhân. Hiện tại hắn tương đương với tiên phủ nhất bí. Lang Hàn đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng cười dài, hiện tại hắn tương đương với nhất bí. Vậy chờ chân chính phá vào tiên phủ cảnh, hắn chí ít cũng có thể trấn áp từ bí phổ thông. 9 phân hồn A, mấy kỷ nguyên cũng khó tìm một cái nếu như không châu bò thì làm sao xứng đáng nhiều thiên địa bản nguyên trong cơ thể lăng hàn như vậy. Liền cầm tên ngốc bức kia tới thử đao A, à. lần này, lăng hàn mang theo tứ nữ nữ hoàng, hổ nữ đi ra hắc tháp, hiện tại hắn có niềm tin tuyệt đối chân áp lâm tuyên, tự nhiên không sợ để tứ nữ đi ra. Lại nói, nơi này đã từng có thiên tôn uy, tin tưởng ngay cả thần thức của linh nhạc tiên vương cũng không thể chạm đến. Lăng hàn, lâm tuyên lớn tiếng kêu lên, hắn nổi trận lôi đình, con mắt đều đỏ. Ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính chiến một trận không? Lăng Hàn cười ha ha, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ta đã cùng ngươi đường đường chính chính chiến bao nhiêu lần? Lâm Tuyên là bị phẫn nộ sông hôn mê đầu, xác thực, trước kia mỗi lần Lăng Hàn đều đi ra cùng hắn đại chiến, đối kháng chính diện, thật giống như không kém gì hắn, nhưng đánh tới cuối cùng đều sẽ chạy mất, nhát gan như quỷ vậy cũng coi là đường đường chính chính. Hắn liếc mắt nhìn các nàng nữ hoàng, có vẻ cực kỳ không rõ, người đây là ý gì? lại còn triệu người trong không gian thần khí ra, đây là chơi trò gì? Lăng Hàn vỗ tay cái đột, đánh lâu như vậy, cũng nên có cái chấm dứt, ngươi dự định chịu chết sao? Lâm Tuyên cười gần, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Hàn, thứ này khẳng định đánh một hồi sẽ lại biến mất. Lời này, người vẫn là lưu cho mình đi, Lăng Hàn ra tay, oanh, chín đạo phân hồn phát lực ở trong người, truyền cho hắn lực lượng kinh khủng, cũng làm cho sức chiến đấu của hắn hình thành biến chất. Oanh, đòn đánh này, để phong vân thất sắc. Cái gì, Lâm Tuyên kinh hãi đến biến sắc, đòn đánh này của Lăng Hàn chân chính nắm giữ tiên phủ chịu uy. Hắn vội vã vùng động trường thương đón nhận, mũi thương cùng nắm đấm của Lăng Hàn va vào nhau, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ kéo tới, chấn động đến mức hắn không khỏi lùi về sau, lùi 137 bước mới ngừng lại. Cường giả như hắn, lùi một bước chính là mấy dặm, 137 bước là khái niệm gì? Trái lại Lăng Hàn, chỉ lùi 106 bước. Tranh lệch, vừa xem hiểu ngay làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao có khả năng lâm tuyên đầy đầu đều là đốm nhỏ cả người muốn ngu ngốc lang hàn tuyệt đối là phân hồn hắn tản mát ra khí tức có thể làm chứng nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra vậy lâm tuyên cũng uổng là nhất bí đế giả nhưng tại sao phân hồn có thể mạnh như thế ngang hàng nhất bí hơn nữa không phải nhất bí phổ thông mà là nhất bí đế giả thậm chí còn chiếm thượng phong lâm tuyên chỉ cảm thấy trời thật giống như muốn sụp xuống thiết luật võ đạo sụp đổ. Lăng Hàn khẽ cao mày, thể phách của hắn cũng không có theo sức chiến đấu tăng lên mà tăng lên, chỉ tiếp cận cấp độ ngũ tinh chuẩn tiên kim, bởi vậy đấu sức với ngũ tinh chuẩn tiên khí, da của hắn phá. Cũng chỉ là da mà thôi, không đến nỗi thương gân động cốt. Được, về mặt chiến lực hắn đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa hắn còn chưa sử dụng sát chiêu chân chính. Bản nguyên trùng kích, dưới chân hắn điểm một cái, giết tới Lâm Tuyên, oanh, hắn không ngừng ra tốc, đột nhiên liền vượt qua cực hạn, đây là thời gian bản nguyên hắn triển khai ra tốc thời gian với chính mình nhanh như một vệt ánh sáng hắn trong nháy mắt xiết tới trước người lâm tuyên một quyền lại oanh một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới để lâm tuyên tạm thời thả xuống kinh hãi trong lòng ưỡn thương tiến hành dáng trả nếu không thì hắn sẽ bị đánh nổ oanh 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 hai đại đế giả đấu đối diện một cái là nhất bí một cái khác là chín phân hồn về mặt cảnh giới hầu như nhất trí vậy liền xem ai tu cảnh giới càng thêm viên mãn hiển nhiên, người này là Lăng Hàn, hắn là bá chủ trong đế, hầu như là tồn tại độc nhất vô nhị của mỗi thời đại, chỉ là đời này có thêm kỳ vô danh, mới có người có thể ở trong cùng cấp ngang hàng Lăng Hàn. Cảm khái như vậy hẳn kỳ vô danh cũng phát ra đi, hắn cũng là đế trong đế độc nhất vô nhị. Lăng Hàn phẫn nộ ra quyền như mưa, thể lực của hắn bay thẳng thăng nguyên cảnh, cái này có thể duy trì hắn không chừng mực mà vung nắm đấm, đánh ra tần suất vượt xa cường giả nhất bí nên có. Lâm Tuyên liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt từ phẫn nộ đến kinh sợ. Hắn phát hiện, Lăng Hàn thật nắm giữ năng lực giết chết mình. Không được, hắn không thể chết ở chỗ này. Nếu như hắn có thể chiến thắng Lăng Hàn, vậy hắn ai cũng sẽ không báo, giết chết Lăng Hàn, cướp đoạt hết thảy bảo vật trên người đối phương. Nhưng không làm được, hắn cũng chỉ có từ bỏ nhớ nhung mê người này, để sư phụ của hắn đến. Tin tưởng có bí bảo tiên vương tầng 9 mê hoặc, coi như là linh nhạc tiên vương cũng thả xuống kiêng kỵ với thương chỉ vi, giết người đoạt bảo hắn hiện tại nghĩ tới, chỉ có giết chết Lăng Hàn. chương 2369, lực lượng hắc ám hạ. Hắn cực kỳ quả quyết, một ý nghĩ chuyển qua, lập tức ưỡn thương giết ra, muốn ngưu cho mình một con đường sống. Lăng Hàn cười gần, tay phải mở ra, phát động lực lượng thời gian, tốc độ của Lâm Tuyên nhất thời chậm lại vô hạn. Lâm Tuyên gầm dữ dội, vỗ ngực mình một cái, kích thích ra tinh huyết trong lòng, hình thành một lồng ánh sáng, trung hòa thời gian quy tắc, thân hình nhất thời gia tốc, nhưng hắn mới động vài bước, không khỏi ngơ ngác dừng lại. Hắn chỉ là dậm chân tại chỗ, quy tắc không gian, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lang Hàn như nhìn ma quỷ. Làm sao có thể chứ, một tiểu tử mới thiên hồn lại vừa nắm giữ lực lượng thời gian, lại có quy tắc không gian. Còn có để cho người sống hay không? Lang Hàn nhoẻn miệng cười, thực sự là ý tứ không tốt, ta hầu như quy tắc gì cũng nắm giữ. Nắm giữ thiên địa bản nguyên đối ứng, hắn chẳng khác nào chứa đựng một thiên địa đại đạo ở trong người, cái này tự nhiên đáng sợ lâm tuyền hít một hơi thật sâu hắn có giác ngộ mình không thể đào tẩu khỏi tay lăng hàn vậy cũng chỉ có chiến một trận lăng hàn đây là người buộc ta hắn nói hai tay cầm thương oanh trong cơ thể nhảy ra một đảo hắc khí khí thế cả người thay đổi trở nên cực kỳ lạnh lẽo tà ác đây là lăng hàn lập tức sát khí như rực cháy đáng chết người tu luyện công pháp của dị vực đế giả như hắn nên biết không thể tu tập một loại hệ thống khác sẽ tạo thành thương tổn cho vùng thế giới này nhưng hắn vẫn học Sai rồi, Lâm Tuyên ngạo nhiên nói, trong con người xuất hiện một đoàn bóng đen không cách nào nhận dạng, tỏa ra tà ác vô tận. Ta từ lúc mới bắt đầu, tu tập chính là công pháp dị vực, sau đó mới bái vào Tứ Hải Cung. Lăng Hàn không khỏi ngón tay khẽ động, nói như vậy, Lâm Tuyên kỳ thực là nằm vùng của thế lực hắc ám. Nếu Tứ Hải Cung có người như Lâm Tuyên, vậy ở trong những thế lực khác thì sao? Trong lúc vô tình, thế lực hắc ám đã thẩm thấu vào tiên vực đến mức độ như vậy không chỉ tầng dưới chót có người đại diện trực tiếp tuyên dương tín ngưỡng tiên linh, thế lực cao cấp cũng có nhân vật như Lâm Tuyên, tương lai có khả năng thành cao tầng. Ngày sau, dị vực lần thứ hai toàn diện xâm lấn, những người thẩm thấu này nhân cơ hội đầu độc lòng người, ngăn cản, nguyên bản thực lực của tiên vực đại yếu, vậy không phải sẽ thất bại thảm hại sao? Xem ra, trải qua lần trước ngăn trở, dị vực cũng điều chỉnh sách lược, không khinh suốt nữa. Ngươi là người của tiên vực, nhưng làm việc tổn hại toàn bộ tiên vực, lòng dạ đáng chém. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, sát khí như sôi. Trong cơ thể Lâm Tuyên có hắc khí không ngừng tuôn ra, đây là một loại lực lượng khác, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng bởi vì nguồn lực lượng này, hắn bị thiên địa phỉ nhổ, không thể tuyên chuyển quy tắc thiên địa. Ta chính là thiên tài chân chính, từ nhỏ đã được phong ấn lực lượng hắc ám. Theo cách gọi của giới các ngươi, khi tu luyện công pháp tiên vực, đồng thời ta cũng không quên tu luyện lực lượng hắc ám. Nếu không phải phong ấn, ta vận dụng không dứt lực lượng nên có há có thể thua bất luận người nào. Nghe hắn nói, trong lòng Lăng Hàn lấy làm kinh hãi, Lâm Tuyên có thể trở thành đệ tử của Linh Nhạc Tiên Vương, tự nhiên bị thẩm tra nghiêm ngặt, nhưng Linh Nhạc Tiên Vương lại không thể nhìn ra hắn không thích hợp, đây là người nào bày xuống phong ấn, lợi hại như vậy. Có điều, bất kể hắn là ai, đánh nổ hắn. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm cắt qua, tìm tới cổ của Lâm Tuyên. Ta kích phát lực lượng hắc ám, người làm sao có thể ngang hàng. Lâm Tuyên cười to, hắn trực tiếp quét ngang một thương coi là gậy đến dùng vứt huy năng của chuẩn tiên khí mà chỉ lợi dụng bản thân chuẩn tiên kim bá đạo bởi vì hắn đã không cách nào kích phát phạm vi võ đạo của chuẩn tiên khí cùng một giới này tự nhiên là hoàn toàn không hợp nhưng uy thế của một côn này còn mạnh hơn lúc trước nếu như an nhiên ở đây tất nhiên sẽ giật nảy cả mình sức chiến đấu của đối phương gần như có thể ngang hàng nàng oanh kiếm thương giao kích bắn ra tia lửa chói mắt một làn sóng trùng kích bước bắn ra oành oành oành, đại địa bị vót qua một tầng. Nụ cười trên mặt Lâm Tuyên nhất thời không cánh mà bay, lần thứ hai lộ ra vẻ không thể tin tưởng, bởi vì cho dù hắn bùng nổ ra lực lượng hắc ám, cũng không địch lại Lăng Hàn. Tại sao lại như vậy? Lực lượng hắc ám không phải cao hơn cấp độ võ đạo của giới này sao? Mà cảnh giới võ đạo của hắn còn cao hơn Lăng Hàn, tại sao vẫn không địch lại? Hoàn toàn không có lý do gì, hắn mờ mịt, tự tin vừa mới dựng lên lần thứ hai đổ nát, hơn nữa lần này là từ trong ra ngoài toàn bộ sụp đổ. Vô Chi, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, tiên ma kiếm giật động, kiếm khí ngập trời, đối với người như Lâm Tuyên, hắn không cần bất luận thương hại gì. Giết, ở trong tay Lăng Hàn, Thiên Địa Bản Nguyên từng đạo từng đạo tỏa ra bí lực, chấn áp tới Lâm Tuyên. Quy tắc không gian để Lăng Hàn ở khắp mọi nơi, quy tắc thời gian để hắn có hạn độ mà hỗn loạn quá khứ hiện tại tương lai, quy tắc hệ lôi bá đạo mãnh liệt, quy tắc sát lục không gì không xuyên thủng ngũ hành quy tắc xoay chuyển, tựa như có thể sáng tạo ra một vùng trời mới. Lâm Tuyên xác thực rất mạnh, nguyên bản là đế giả, mà mở ra phong ấn lực lượng hắc ám, hắn càng mạnh đến nỗi có thể so với siêu cấp đế giả như An Nhiên. Không may, đối thủ của hắn là đế trong đế, mấy kỷ nguyên cũng khó tìm một cái, đại đế chân chính. Điều này làm cho hắn chỉ có bị áp chế, rất nhanh cả người phun huyết, mà quỷ dị chính là, ở sau khi hắn thả ra lực lượng hắc ám, máu tươi cũng biến thành đen kịt. Hắn khổ sở chống đỡ, đối với sinh mệnh hắn tràn ngập khát vọng tuyệt không muốn chết ở chỗ này cái này cũng thật để hắn bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa hắn còn thôi phát một loại bí thuật bất luận bị hình thức tổn thương gì vết thương cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khép lại thật giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng lang hàn không tin sức khôi phục của hắn có thể vẫn mạnh mẽ như vậy mà là tương lai phải bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng hiện tại lâm tuyên chính là có thể không ngừng khôi phục thương thế tuy thể phách không phải vô địch nhưng thêm vào sức khôi phục này, cũng tiếp cận vô địch rồi. Người giết không được ta, ta có tiên linh lực che chở, ngay cả mảnh trời này cũng giết không được ta. chương 2370, đánh giết Lâm Tuyên. Lâm Tuyên cười to nói, lòng tự tin của hắn lập tức khôi phục, cho dù sức chiến đấu không bằng lăng hàn thì đã làm sao, hắn tu lực lượng hắc ám, cấp độ cao hơn tiên vực, thành tựu cuối cùng cũng cao hơn lăng hàn. Lăng hàn lắc đầu nói vô tri một luồng lực lượng khủng bố không cách nào hình dung từ trong cơ thể hắn bắn ra hắn cũng lười cuộn đấu với lâm tuyên bởi vậy hắn dùng tới bản nguyên trùng kích lâm tuyên nhất thời lộ ra vẻ sốt sắng hắn là ăn qua vị đắng của chiêu này nếu không có linh nhạc tiên vương ra chỉ tiên thuật ở trên người hắn hắn đã sớm ngỏm rồi còn có thể sáng tạo một hạng lịch sử chính là ở trong đối kháng chính diện tiên phủ cảnh thứ nhất chết ở trong tay phân hồn nhưng nghĩ tới sức khôi phục của hắn hiện tại vết thương mới vừa xuất hiện cũng đã khép lại vậy công kích lại mạnh mẽ thì đã làm sao không sợ lại nói hắn muốn chạy cũng chạy không dứt ở trước mặt lăng hàn nắm giữ lực lượng thời gian cùng không gian bản nguyên nếu hắn có thể chạy mất đây không phải ô nhục lực lượng của hai đạo thiên địa bản nguyên này sao oanh bản nguyên trùng kích bạo phát quy tắc ngũ hành tương sinh tương khắc hình thành hiệu quả vượt xa một cộng một bằng hai lâm tuyên cũng múa trường thương đâm về phía lăng hàn bạo phát đòn mạnh nhất của mình nhưng sắc mặt của hắn lập tức thay đổi bản nguyên trùng kích kéo tới thân thể của hắn không có chút hồi hộp nào mà nổ tung mà sức khôi phục ở dưới lực lượng cuồng bạo nghiền ép căn bản không có cơ hội chữa trị, thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không, hắn giống to, nhưng im bặt đi, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Năng lượng cuồng bạo dâng lên, Lăng Hàn đứng lại, trên người có năm phù hiệu đại đạo lóe lên, từ từ ảm đạm đi. Tuy hoàn thành hành động vĩ đại vượt cấp siết địch, nhưng Lăng Hàn không có một chút đắc ý nào, thứ nhất Lâm Tuyên vốn không phải địch nhân của hắn, thứ hai hắn đang lo lắng trong tất cả thế lực lớn đến tột cùng có bao nhiêu người giống như Lâm Tuyên, để hắn không có cách nào lạc quan lăng hàn người thật giỏi a à. hồ nữ chạy tới lập tức nhào tới trên lưng của hắn lăng hàn cười ha ha vỗ vỗ mông của tiểu nha đầu hết thảy buồn phiền đều tan thành mây khói tiểu nha đầu có mị lực như vậy chỉ mang đến sung sướng cho người thừa cơ hội này mau mau trốn lăng hàn nói nếu không chờ linh nhạc tiên vương rảnh tay nhất định sẽ đến tìm hắn cho dù hắn là đại đế có chín phân hồn xưa nay hiếm thấy nhưng ở trước mặt tiên vương lại coi là gì chứ ừm tứ nữ đều gật đầu các nàng đương nhiên cũng biết tình huống trước mắt trong bí cảnh này khả năng còn cất giấu rất nhiều bí mật rất nhiều bảo vật nhưng lăng hàn không tham một chút nào hắn đã chiếm được thời gian bản nguyên đây là thu hoạch lớn nhất mặt khác tự do mới là bảo vật quý giá nhất lăng hàn vận chuyển ngũ hành thiên địa bản nguyên cái này hình thành bảo vệ hoàn mỹ che khuất khí thức của hắn để hắn phảng phất như biến mất ở trong vùng thế giới này hắn thu tứ nữ vào hắc tháp sau đó nhanh chân mà đi vài ngày sau hắn trở lại khu vực sông lớn không khéo chính là hắn lại gặp phải một mãnh thú tập kích cấp bậc thăng nguyên cảnh không thể không thảm bại bỏ chạy dùng 7 ngày mới đến dưới chân núi phía trên ngọn núi vẫn có tiên quang bắn ra cực kỳ khủng bố tin tưởng những tiên vương kia còn triển khai tranh cướp có thể thật đến bảo vật siêu đẳng gì lang hàn đè xuống lòng tham xác suất có thể ở trong tay tiên vương đoạt đồ ăn trước miệng hổ là vô hạn tiếp cận số không hắn phải mau mau chạy trốn mới là vương đảo xeo một bóng người đang từ trên núi chạy xuống tốc độ cực nhanh chỉ một cái chớp mắt liền nhìn thấy phía sau hắn còn đuổi theo một người hơn nữa tốc độ nhanh hơn khoảng cách cùng hắn càng ngày càng gần ồ lăng hàn lộ ra việc kinh ngạc người chạy ở trước hai con mắt một vàng một bạc không phải là dị sao dị thiên kiêu số một của đông tiên vực quảng long thiên cùng lăng hàn là không đánh nhau thì không quen biết bởi vì chiến đấu mà kết thành giao tình kỳ quái sao hắn cũng chạy đến Tây Tiên vực rồi. Mà người đuổi ở phía sau dị, Lăng Hàn cũng nhận thức, chính là ngãi khải phong của ngự hư giáo. Dị hiển nhiên cũng phát hiện Lăng Hàn, nhưng hắn làm như không thấy, trái lại dưới chân hơi lệch, nguyên bản hầu như là chạy đối diện phương hướng của Lăng Hàn, hiện tại lại lệch ra, bởi vì khoảng cách của song phương vẫn còn có chút xa, khi hắn chạy đến trên đường thẳng nằm ngang với Lăng Hàn, hẳn cách Lăng Hàn cũng rất xa. Lăng Hàn biết, cái này không phải tầm mắt của dị cao rồi, không nhận bạn cũng như hắn, vừa vặn ngược lại chính vì hắn coi lăng hàn là bạn tốt mới cố ý không nhìn hắn miễn cho kéo hắn xuống nước nhưng lăng hàn là loại người nhìn thấy bằng hữu có khó khăn nhưng không đưa tay sao hắn lập tức dựng lên đón về phía dị nói đã lâu không gặp dị huynh lăng hàn ngãi khải phong không khỏi gầm lên giận dữ hắn đã sớm nhìn lăng hàn không hợp mắt chỉ là bị an nhiên cản trở hắn mới không có thực hiện được bây giờ nhìn đến lăng hàn tự nhiên lửa giận lại rực cháy lại nói lăng hàn còn nhận thức dị hắn là tiên phủ nhất bí, chạy mau, dị phát ra một làn sóng thần thức, dưới chân có một phù văn phát sáng, oanh, hắn một cước đạp xuống, thân hình lại bắn lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Thì ra là như vậy, bằng không hắn khẳng định đã sớm bị ngãi khải phong bắt. Đừng mong thoát một ai, ngãi khải phong cười gần, bên người lăng hàn không có an nhiên, rất tốt, lần này không ai có thể ngăn cản hắn giết người. Hắn ra tay, một tay chụp vào lăng hàn, một tay kia chụp vào dị, muốn một lần đồng thời bắt hai người. Đối với điểm ấy hắn tự nhiên cực kỳ nắm chắc, Lăng Hàn chỉ là thiên hồn, mà dị chỉ là âm hồn, hai người gộp lại tăng thêm 100 triệu lần cũng không phải đối thủ của hắn. Hừ, Lăng Hàn sớm khó chịu với tên này, tương tự song quyền cùng xuất hiện, một quyền đánh về phương hướng của dị, thay hắn hóa giải công kích của ngãi khải phong, một quyền vung về phía trước người của mình. Oanh, oanh, hai tiếng vang hầu như cùng một lúc vang vọng, cái gì, ngãi khải phong quả thực không thể tin tưởng con mắt của mình. Mình đánh ra hai đạo công kích đều bị dễ dàng hóa giải, mà người xuất thủ chính là Lăng Hàn. Làm sao có khả năng? Chương 2371, đi theo. Hắn hầu như muốn móc con mắt của mình, xác nhận cái này có phải là thật hay không. Chỉ là Thiên Hồn lại có thể hóa giải công kích của mình, hơn nữa còn là đồng thời hai đạo. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lăng, Lăng Hàn, tuy dị vẫn chạy về phía trước, nhưng thần thức tự nhiên quan sát bốn phía, cũng thanh thanh sở sở nhìn đến tình cảnh này hắn thật muốn hù chết, lúc trước Lăng Hàn cùng hắn thực lực sắp xỉ, vì lẽ đó hai người mới không đánh nhau thì không quen biết, nhưng vừa mới qua hơn vạn năm, làm sao tên này liền trở nên mạnh như thế. Lập tức, ba người đồng thời dừng bước, chỉ là dị cùng Ngải Khải Phong đều bị dọa mới dừng lại. Lăng Hàn cười nhạt nói, dị huynh, ngày xưa từ biệt, thật vất vả mới đoàn tụ, không nâng cốc trò chuyện sao. Dị cười ha ha, chỉ cần ngươi có thể đạp bằng người này, ta tự nhiên phụng bồi. Việc nhỏ, Lăng Hàn gật gù, Ngài Khải Phong thì tức giận đến nổ tung, hai phân hồn cảnh nhau nhỏ lại dám nói muốn đạp bằng mình, đây thực sự là chuyện cười. Lăng Hàn xác thực hóa giải một đòn của mình, nhưng ra tay với phân hồn hắn há sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lại nói, vừa nãy Lăng Hàn khẳng định là vận dụng một loại bảo cụ nào đó, bằng không bất luận bí thuật gì cũng không thể để phân hồn vượt qua tiên phủ. Không biết lợi hại, Ngài Khải Phong giết tới, nếu dị không chạy, cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, chờ ngải Khải Phong giết tới trước mặt, lúc này mới hữu quyền ngưng lại, dáng trả về phía đối phương. Ngài Khải Phong đương nhiên sẽ không yếu thế, hắn đồng dạng hữu quyền nổ ra, muốn một lần đánh nổ thân thể của Lăng Hàn. Oanh, hai nắm đấm nhất thời oanh đến cùng một chỗ, nghiêm chỉnh mà nói, là cách xa ba trượng, nhưng quyền lực của song phương đã trước tiên đụng vào nhau, quy tắc, nguyên lực bắn ra, tỏa ra ánh sáng kinh thiên, sau đó một làn sóng trùng kích đẩy ra. Oanh, bởi vì dị đứng cách đó không xa quan chiến, nhất thời bị đánh bay lên không, phun ra máu tươi, hắn kinh hãi, vội vã lui ra xa, còn nhanh hơn dư âm xung kích. Ngài Khải Phong chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng vào tới, dưới chân không nhịn được bắt đầu lùi về sau, hắn không khỏi ngơ ngác, bởi vì Lăng Hàn không chỉ không lui, ngược lại thừa cơ giết tới. Trong nháy mắt, nhân sinh quan của Ngài Khải Phong vặn vẹo. Hắn lại bị một thiên hồn đánh lui, đánh lui, chuyện này quả thật chính là một ác mộng, đúng, nhất định là đang nằm mơ bằng không làm sao có khả năng phát sinh quái sự không thể tưởng tượng nổi như vậy nhưng lý trí nói cho hắn đây không phải nằm mơ mà là chuyện thật đang xảy ra họ ngải người ỉ vào cảnh giới cao hơn ta lại nhiều lần sỉ nhục ta còn muốn giết ta ha ha cảnh giới cao lại có tác dụng gì đánh nổ lang hàn ra tay vô tình từng quyền đều đánh về phía hạ thể của ngài khải phong một bộ muốn đánh nổ chim nhỏ ngài khải phong vừa giận vừa thẹn vừa sợ hắn lại không phải đối thủ của lăng hàn nhưng lăng hàn không chỉ đánh hắn càng nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ của hắn ra tay cái gọi là đánh người không đánh mặt nhưng tầm quan trọng của tiểu đệ đệ tự nhiên càng hơn mặt ta muốn giết ngươi hắn giận dữ hét trước đây ngươi giết không được hiện tại ngươi càng không giết được chỉ có phần bị ta đánh nổ lăng hàn lạnh lùng nói trước đó thực lực của hắn không bằng thứ hai một lòng một dạ muốn muốn trốn khỏi an nhiên không có tâm tình dây dưa với hắn nhưng hiện tại chính là thời điểm tính sổ Oanh, ngài Khải Phong bị một quyền đánh vào tiểu đệ đệ, nhất thời hai chân co rụt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ đến mức tận cùng, cho dù tu đến tiên phủ cảnh cũng có nhược điểm, mà tiểu đệ đệ chính là vị trí yếu đuối nhất. Mẹ kiếp, ta chọc ngươi sao, hết lần này tới lần khác trêu chọc ta, sao ngươi hèn hạ như vậy? Lăng Hàn lại oanh mấy quyền, đánh ngải Khải Phong ngã xuống đất, sau đó giơ chân lên, nhắm giữa hai chân tàn nhẫn đạp xuống. Gào, cả người ngải Khải Phong uốn cong thành một con tôm lớn, chỉ cảm thấy trứng của mình nát bét, cực kỳ khó chịu. Còn muốn giết ta không? Kháo, không dẫm chết tên khốn kiếp ngươi. Lăng Hàn càng ngày càng bực bội, dẫm càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn không phải đơn giản dẫm mấy cước mà thôi, mà mỗi một cước đều vận dụng lực lượng quy tắc, một cước dẫm xuống tựa như trời sập, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Nếu ngài Khải Phong xuất thân ngữ hư giáo, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng hắn hiển nhiên trước đó đã dùng mất rồi, bởi vậy chỉ có bị Lăng Hàn dẫm, dẫm đến càng ngày càng suy yếu, cách cái chết không xa hắn vừa giận vừa sợ, lẽ nào hắn muốn trở thành nhất bí đế giả thứ nhất bị dẫm tiểu dây dây đến chết sao? Cái này sẽ làm hắn để tiếng xấu muôn đời a. À. nhưng mà, tựa hồ lăng hàn không có ý nghĩ cho hắn một cái thoải mái, chỉ nhìn chăm chăm hạ thể của hắn dẫm, phốc phốc phốc, một chùm máu tươi phun ra, ngải khải phong cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, tử vong nhanh chóng bao phủ lại. Lăng hàn không chút lưu tình, ai muốn giết hắn, hắn liền muốn mạng kẻ đó, đây là nhân quả báo ứng, quản hắn là ai phốc, hắn lại giẫm một cước, thân thể của ngài Khải Phong nhất thời chia năm xẻ bảy, bị quy tắc sát lục, hệ kim, hệ lô nhảy vào thức hải, trực tiếp phá diệt thần hồn của hắn. Nhất bí đế giả, lại chết khuất nhục như thế, bên cạnh, dị đã kinh ngạc đến ngây người, bản thân hắn là đế giả, hơn nữa ở trong đế giả còn có thể xếp hàng đầu, nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới, thiên hồn còn có thể giết tiên phủ, hơn nữa còn là nhất bí đế giả. Mình cùng Lăng Hàn tranh lệch đã đạt đến mức độ cỡ nào? Lăng Huynh, ta không thể không nói một tiếng phục trước hắn vẫn gọi thẳng tên của lăng hàn cho đến hiện tại mới kêu một tiếng lăng huynh thực là phục lăng hàn rồi đế giả đương nhiên đều kiêu ngạo nhưng lăng hàn mạnh mẽ đã để đế giả cũng chỉ có thể ngước nhìn không là trình độ quỳ ngước nhìn kiêu ngạo như gì cũng chỉ có thể thừa nhận tranh lệch này cam tâm làm tiểu đệ lăng hàn cười ha ha vỗ vỗ vai của dị nói ta đang bị một tên tiên vương truy sát chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a à. dị không khỏi không nói gì Hắn là phân hồn, lại bị một tên tiên phủ truy sát, còn có thể chạy thoát, điều này làm cho hắn cảm giác cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng so sánh với Lăng Hàn, hắn liền bị quăng vào trong cống ngầm. Người ta là đang bị tiên vương truy sát a, à. Cửu Thiên Thập Địa, tiên vương to lớn nhất, ngay cả tiên vương cũng không thể giết chết Lăng Hàn, thủ đoạn của Lăng Hàn đến cùng nghịch thiên cỡ nào. Chương 2372, đồng minh hình thức ban đầu. Lời này Lăng Hàn đương nhiên nói khoe đại, nhưng cùng sự thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Linh Nhạc Tiên Vương là chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Mà trước đó, Tiên Vương muốn giết Lăng Hàn cũng không chỉ một cái, còn không phải đều để hắn chạy thoát. Vậy đi, bọn họ cất bước, cũng bất chấp tất cả, rời bí cảnh lại nói. Bọn họ chuyên tâm chạy đi, sau khi tiến vào rừng rậm cũng không thể không giảm tốc độ, bởi vì gai sâu quá đáng sợ, bị đụng một phát liền xong. Bỏ ra 7 ngày thời gian, bọn họ cuối cùng ra bí cảnh, vội vã kéo thân hình, chạy mất dép. Dị đột nhiên nói, Lăng Huynh, ta có thể đi theo ngươi hay không? Ồ, mới đầu Lăng Hàn còn đang hoài nghi lỗ tai mình có phải là nghe lầm hay không, kiêu ngạo như dị lại sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng suy nghĩ thêm, hiện tại sức chiến đấu của hắn đã vượt xa cấp bậc đế giả, xác thực nắm giữ tư cách để dị khom lưng. Hắn từ trước đến giờ không thích ràng buộc, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, nhưng nghĩ nghĩ, tương lai mục tiêu của hắn là thành tựu thiên tôn, mà hắc ám chi chiều chính là bức tường không thể tránh, nhất định sẽ bạo phát một trận đại chiến. Nếu như hắn đi chiến dị vực thiên tôn, vậy tự nhiên cũng cần có tiên vương đi đối phó những cường giả thập liên, thập bát liên của dị vực. Vì lẽ đó, hắn xác thực cũng nên bồi dưỡng thế lực của mình, hơn nữa còn là thế lực vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn liền thay đổi chủ ý nói. Dị huynh, ta có một chuyện phải nói cho ngươi, đến, trước tiên vào một chỗ an toàn tuyệt đối đã. Nếu dự định thu dị làm trợ thủ đắc lực, Lăng Hàn cũng công bằng, mang theo dị tiến vào hắc tháp. Đây là dị trấn kinh rồi hắn không phải là không có tiến vào không gian thần khí hay tiên vương lấy đại năng lực đắp nặn động thiên phúc địa nhưng so sánh nơi này thật giống như đứa nhỏ chơi đắp thành cát kém quá nhiều đây là không gian trong một bảo khí của ta lăng hàn cũng không có nói thẳng ra lai lịch của hắc tháp mà bắt đầu nói tới hắc ám chi chiều dị nghe sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị nhưng ánh mắt có chiến ý đang thiêu đốt lăng hàn biết mình không có nhìn lầm người đây là một nam nhân có đảm đương cũng không có bởi vì dị vực mạnh mẽ quá đáng mà lựa chọn trốn tránh, cho dù hiện tại hắn chỉ là một âm hồn nho nhỏ. Khi hắn nói ra trên tiên vương tầng 9 còn có thiên tôn vị, dị càng hít một ngụm khí lạnh, cái này mãnh liệt trùng kích quan niệm cố hữu của hắn. Lăng huynh, tương lai chúng ta sẽ sóng vai chống lại hắc ám chi chiều chứ? Dị tràn ngập chiến ý, lăng hàn cười ha ha nói, đó là đương nhiên, được, dị vỗ hai tay, hai mắt sáng quắc, vậy thì kỳ vọng ngày đó đến, lăng hàn nói, lăng huynh, thế lực hắc ám quá mức đáng sợ, người không dự định bồi dưỡng một nhánh thế lực sao? Dị hỏi, Lăng Hàn gật gù, quả thật có kế sách như thế, nhưng dị vực nhiều cường giả, nếu như muốn thành lập thế lực, vậy mỗi một thành viên đều cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nói như thế, chỉ ít cũng phải là tiên vương, hoặc là nắm giữ tiềm lực trở thành tiên vương. Cái này nói ra sẽ làm người cười chết, tiên vương có thể tự lập một đại giáo, vì sao còn muốn ăn nhờ ở đậu, nghe người chỉ huy. Cho dù là thế lực như tiên vương tầng 9, Tiên vương trong giáo cũng chỉ chừng trăm, tuyệt đại bộ phận đều là thăng nguyên, tiên phủ, phân hồn. Nhưng dị không hề thấy quái lạ, không thành tiên vương, căn bản không có tư cách chống lại hắc ám chi triều. Lang huynh, nếu ngươi có ý nghĩ như thế, ta ngược lại có thể thay ngươi liên hệ một ít đế giả, chúng ta không cần thành lập một đại giáo, mà là một liên minh. Lăng Hàn gật đầu, đại bộ phận đế giả đều là đại giáo bồi dưỡng được, trước tiên không nói những đại giáo kia có chịu thả người hay không, ngay cả những đế giả kia cũng không vui a. À nhưng chỉ tạo thành đồng minh liền không giống, không cần từ bỏ địa vị cùng thân phận của mình hiện tại, chỉ khi đối kháng với hắc ám chi chiều liền thành nhất mạch. Được, Lăng Hàn gật đầu, suy nghĩ một chút, liền lấy ra lượng lớn lá luân hồi thụ giao cho dị. Những lá luân hồi thụ này ngươi cầm, có thể xem xét đưa người, coi như là thành ý của ta. Lá luân hồi thụ, dị không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây chính là bảo vật có thể trợ giúp ngộ đạo, ngay cả tiên vương cũng cực kỳ ưa thích. Không gian này có 10 vạn lần thời gian gia tốc, Đối với tu luyện cũng có ích lợi rất lớn." Lăng Hàn cười nói, tiết lộ một bí mật nho nhỏ khác. "Mặt khác, ta là Tứ Tinh Đan sư, đang trùng kích Ngô Tinh, cái này cũng không ngại lấy ra nói một chút." Dị trợn mắt ngoác mồm, 10 vạn lần thời gian gia tốc, hơn nữa còn là không gian lớn như vậy, cái này quá khuếch đại, cho dù là sư phụ hắn toàn lực làm, cũng chỉ có thể bày ra trận pháp gia tốc 400 lần. Hơn nữa, thời gian không thể kéo dài quá lâu, Tiên Vương như thế nào so với Thiên Tôn? thiên tôn là tồn tại vượt qua thế giới này không bị vùng thế giới này khống chế hắc tháp nguyên bản không có châu bò như thế nhưng lại thêm thời gian bản nguyên vậy liền hoàn toàn khác nhau đây là ngoại vật dị chỉ có thể ước ao vận khí của lăng hàn nhưng then chốt là lăng hàn hắn con mẹ nó còn là tứ tinh đan sư thật quá mức rồi tại sao có thể có biến thái như thế để cho người khác còn có đường sống sao hắn hít một hơi thật sâu hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại Lăng Huynh nguyên lai là tứ tinh đan sư, vậy ta thuyết phục người khác càng thêm sung túc. Đúng rồi, dị đột nhiên cởi giày của mình ra. Đây là bảo vật ta phát hiện ở trên thần sơn, mang ở trên chân kích phát, có thể để cho tốc độ tăng vọt. Cũng bởi vì vậy, ta mới gặp phải người kia của ngự hư giáo truy sát. Lăng Hàn gật gù, ngải khải phong là muốn giết người đoạt bảo, không nghĩ đến gì có bảo hoa này tốc độ tăng vọt, để hắn một đường đuổi xuống núi, kết quả vừa vặn đụng vào Lăng Hàn, ngược lại bị lăng hàn giết bảo vật trên người mình liền hiến cho lăng hàn vừa tặng đầu người lại đưa bảo vật người tốt ga lăng huynh nhờ ngươi ra tay lại thu lễ vật của ngươi cái này coi như là đáp lễ của ta dị đưa đôi giày tới lăng hàn nhìn lướt qua đôi giày này là dùng trúc tử biện thành bề ngoài xấu xí có điều nơi này là nơi nào lúc trước là có hai vị thiên tôn ở đây đồng quy vô tận vậy đôi giày rơm này có khả năng cực cao là trước kiếp trước của tiểu cốt dùng qua chương 2373, trốn đảo nguyên. Nhiễm khí thức của thiên tôn, cho dù nguyên bản chỉ là một đôi giày trúc phổ thông, cũng trở nên cực kỳ thần kỳ. Quân tử không đoạt yêu thích của người, dị huynh, hảo ý chân thành ghi nhớ. Lăng Hàn từ chối, nhưng dị lắc đầu, nếu Lăng Huynh không nhận, vậy ta cũng không tiện cầm lễ vật của Lăng Huynh. Ai nha, đẩy tới đẩy lui mệt chết mất, nữ muốn. hồ nữ nhìn không được, nhảy ra đoạt mất giày trúc. Nữ hoàng mỉm cười, động tác này của tiểu nha đầu hợp tâm ý nàng, vật gì tốt cũng phải tiến vào cổng lăng ra, còn bọn họ có muốn hay không là một việc khác. Đã như vậy, lăng hàn cũng không nói gì nữa, hắn vốn không phải người dây dưa dài dòng. Hắn cùng dị lại thảo luận sự tình thành lập đồng minh một hồi, cuối cùng đưa dị một ít long tinh, sau đó mới đưa dị ra hắc tháp, mỗi người đi một ngả. Lần này dị là đến Tây Tiên vực rèn luyện, hiện tại cũng gần như phải đi về, thuận tiện còn có một nhiệm vụ, chính là hết sức liên hợp hoàng giả, đế giả của đông tiên vực lại, tạo thành đồng minh, ngày sau cùng chống đỡ hắc ám chi chiều. Vương giả thì thôi, cơ bản không thể trở thành tiên vương, lên chiến trường cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Lăng Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu tháp đã từng nói số lượng tiên vương của tiên vực phải vượt xa số lượng bề ngoài, nhưng Lăng Hàn gặp qua, nghe nói tiên vương cùng thế lực tiên vương lại không nhiều. Có phải những tiên vương kia đều đi chống lại hắc ám chi chiều không? Bên dị vực kia vẫn phát động công kích, chỉ là hiện tại thông đạo hai giới còn không cách nào để cho Thiên Tôn thông qua, thật đến một ngày kia, tất nhiên sẽ lần thứ hai bạo phát đại chiến bao phủ toàn bộ tiên vực. Lăng Hàn cảm khái một chút, xuất phát về phía Côn Bằng Thiên. Sau đó, kế hoạch của Lăng Hàn là trước tiên gặp cha mẹ, đám người hách Liên Tầm Tuyết, sau đó sẽ đi Thiên Thánh Cung thăm con trai, thuận tiện học được môn công pháp Giả Thiên Man Nhật, lại đi Ngự Hư giáo. Hắn đối với Phong Tình Điện, Ngự Hư giáo cũng không có hảo cảm gì vì lẽ đó hắn tiến vào ngự hư giáo một là làm ván cầu, muốn điều tra phong tình điện thần bí, hay là muốn chuyển hết kho báu của đại giáo này. Làm sao cũng phải để bọn họ trước trả chút lợi tức. Hắn triển khai quy tắc không gian, lại dùng quy tắc thời gian, cả người như kỳ ảo, thời không tựa như bị nghịch loạn, bộc phát ra tốc độ nhanh kinh người. Lại thử mang giày trúc vào, một khi kích phát, veo, tốc độ của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Điều này làm cho tốc độ của hắn có thể sánh ngang thăng nguyên cảnh. Lăng Hàn không khỏi thỏa mãn, lần này chỉ cần không phải tiên vương ra tay, hắn đối mặt bất luận công kích gì cũng không cần trốn vào trong hắc tháp, hoàn toàn có thể lấy thủ đoạn hiện hữu tiến hành đối kháng. Có điều, cho dù là thang nguyên cảnh cực tốc cũng không thể so với thủ đoạn của tiên vương, Lăng Hàn dùng dòng dã 7 tháng mới trở lại côn bằng thiên. Vẫn là thiên địa giống nhau, nhưng tâm tình của Lăng Hàn hoàn toàn khác nhau. Côn bằng cung nguyên bản là đệ nhất thế lực của côn bằng thiên, thậm chí ở toàn bộ Tây Tiên vực cũng xếp phía trước, nhưng hiện tại chủ nhân của Côn Bằng Thiên đã đổi thành Tứ Hải Cung, địa bàn nguyên thuộc về Côn Bằng Cung toàn bộ treo cờ xí của Tứ Hải Cung. Tất cả mọi người nơi đó đều bị ép đổi thành thờ phụng Tứ Hải Cung, thờ phụng Thương Chỉ Vi. Tín ngưỡng là một loại lực lượng, cái này không phải lực lượng đất trời, mà là hậu nhân một đời một đời khai quật ra. Lực lượng của một người nhỏ bé, nhưng tập hợp lại có thể bùng nổ ra lực lượng to lớn để cường giả cũng giật mình. Có điều, loại lực lượng này chỉ có Tiên Vương mới có thể lợi dụng bởi vì cái này không thuộc về lực lượng đất trời, ở ngoài quy tắc, tu luyện giả bình thường căn bản không thể tuyên truyền, chỉ có tiên vương đạt đến độ cao như thiên địa mới có thể lấy lực lượng tín ngưỡng cho bản thân sử dụng. Lăng Hàn lắc đầu, thả tứ nữ ra hắc thác, sau đó ở dưới hổ nữ chỉ dẫn, một đường đi tới. Gần như sau 10 ngày, bọn họ đi tới một ngọn núi cao, nơi này cách quần sơn của côn bằng cung chỉ vạn dặm, cường giả không cần một lát liền có thể chạy tới. Ây, trong thung lũng phía dưới chính là cha chồng mẹ chồng ở, hổ nữ nói tuy vẫn không có cùng lăng hàn cử hành hôn lễ nhưng lấy tính cách của nàng lại sẽ để ý cái gì trực tiếp gọi cha chồng mẹ chồng luôn lăng hàn gật đầu có chút kích động lại không bước chân ra được đi vẫn là nữ hoàng kéo lăng hàn mang theo xuống núi hổ nữ không cam lòng yếu thế vội vã đoạt lấy lăng hàn cánh tay khác để nhu yêu nữ chỉ có thể bĩu môi xeo bọn họ từ trên núi hạ xuống tiến vào thung lũng aia à, nơi này người thật nhiều Lăng Hàn vốn tưởng rằng chỉ có cha mẹ, đám người hách liên tầm tuyết, gộp lại cũng chừng 10 cái, nhưng hiện tại trong thung lũng này người là lấy vạn tính. Người nào, có người phát hiện năm người Lăng Hàn, lập tức quát mắng lên. Lại dám xông vào trốn đảo nguyên, người sống thiếu kiên nhẫn sao. Lăng Hàn khẽ cao mày, người này nhìn qua hơn 40 tuổi, tu vi sơn hà cảnh, ngọn lửa sinh mệnh đại khái thiêu đốt hơn 3.000 năm, phong tới cổ giới, đây tuyệt đối có thể xưng là thiên tài siêu cấp. Có điều ở tiên vực, này chỉ có thể nói bình thường mà thôi. Người này thiên phú võ đạo bình thường, nhưng có thể ở trong 3.000 tuổi bước vào sơn hà cảnh, tất nhiên là đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện giúp đỡ, hầu như là mạnh mẽ kéo lên. Để lăng hàn cao mày không phải tu vi của người này, mà là thái độ quá ngang ngược, coi như người khác không cẩn thận xông tới, cũng có thể hòa hòa khí khí mời người rời đi. Ta tên lăng hàn, người phụ trách nơi này là ai, ta muốn bái kiến một hồi. Lăng hàn nói, bởi vì sắp nhìn thấy cha mẹ, hắn cũng đè xuống bất mãn. Chuyện cười, người tự tiện xông vào trốn đào nguyên, còn mơ hão gặp quốc chủ của chúng ta. Người kia diếu cợt nói, có vẻ cực kỳ xem thường. Hóa minh, chuyện gì? Lại có một nam tử đi tới, nhìn qua chừng 30 tuổi, tu vi đạt đến nhật nguyệt cảnh. Trên thực tế hắn so với người vừa nãy kia càng lớn hơn mấy trăm tuổi, chỉ là xem ra khá trẻ mà thôi. Tử lộ thái thúc công, người kia cung kính thi lễ một cái, năm người này tự tiện xông vào, còn nói muốn gặp lão tổ tông. Ha, ha, người sau không khỏi cười gần, ánh mắt đảo qua năm người lăng hàn, vừa định trách mắng, nhưng đột nhiên mắt thả quang mang, hắn bị bốn người hổ nữ mê hoặc. chương 2374, đoàn tụ thượng. Cốc chủ đại nhân không phải là các người muốn gặp liền có thể gặp, có điều có chuyện gì cứ việc nói với ta, ta tốt xấu gì cũng là hộ pháp nơi đây. Hắn cực kỳ kiêu ngạo nói, lăng hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ là một sơn hà cảnh, một nhật nguyệt cảnh, làm sao cảm giác hài lòng như vậy lẽ nào bọn họ cho rằng đây là cổ giới mà không phải tiên vực nếu không thì từ đâu tới cảm giác yêu việt mạnh mẽ như vậy Hách liên tầm tuyết có ở đó không lưu vũ đồng đâu lý tư thiền đâu Chưa toàn nhi thủy nhạn ngọc đâu lang hàn một hơi nói ra tên của nhiều người người tới sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lớn mật lại dám gọi thẳng danh húy của mấy vị chủ mẫu đại nhân người tội đáng muôn chết nói đến chữ chết hắn hung hãn ra tay tóm tới ngực của Lăng Hàn, không ngờ là thật muốn cào nát trái tim của Lăng Hàn, đưa hắn vào chỗ chết. Lăng Hàn càng thêm không thích, thân chỉ một điểm, người kia nhất thời hóa thành tượng gỗ, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lớn mật, lại dám ra tay với người của chốn đảo nguyên chúng ta, không biết chúng ta được côn bằng cung bảo vệ sao. Giết chết hắn, thấy Lăng Hàn lại dám ra tay, người phụ cận đều lấy ra binh khí, hoàn toàn vây quanh năm người Lăng Hàn, chủ yếu vẫn là nhằm vào Lăng Hàn, tứ nữ đều là đại mỹ nhân, đặc biệt là nữ hoàng cùng hổ nữ, khiến người ta căn bản không dám khinh nhân. Lăng Hàn hừ một tiếng, khí thế hơi rung động, đùng đùng đùng, những người này nhất thời ngã một chỗ, binh khí trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Có địch xâm lấn, điều động đội hộ vệ, có người hô to gọi nhỏ, chỉ một hồi, liền thấy một chi đội ngũ trăm người xuất hiện, mỗi người đều là sơn hà cảnh, vây quanh năm người Lăng Hàn lại, nhưng chỉ vây không công, không biết là không có thu được mệnh lệnh công kích, hay kiêng kỵ thực lực của Lăng Hàn. Một lúc sau, Đoàn người tách ra, một thanh niên đi vào, hắn nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, ngọn lửa sinh mệnh cũng chỉ thiêu đốt mấy trăm năm, nhưng tu vi thình lình đạt đến sáng thế cảnh, vượt xa tất cả mọi người nơi này. Thiên phú võ đạo của hắn cực kỳ xuất sắc, người trẻ tuổi này một bộ bạch sam, trong tay còn cầm quạt giấy, mùi vị tinh tướng quả thực đập vào mặt mà ra. Long thiếu gia, Long thiếu gia vừa đến, nhất định có thể trấn áp tất cả. Dám đến trốn Đào Nguyên chúng ta làm càn, thực không biết chữ chết viết như thế nào tất cả mọi người hô to, tựa hồ tràn ngập tự tin với người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi áo trắng cũng cực kỳ cao ngạo, đầu tiên là khinh thường nhìn Lăng Hàn một chút, sau đó nhìn về phía tứ nữ hổ nữ, trong đôi mắt nhất thời bùng ra thần thái kinh người. Hắn hừ một tiếng nói, ngươi, tự sát đi, câu này là nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, những người này đều là cái quỷ gì, không phải thung lũng của cha mẹ mình ở sao, làm sao đến nhiều gia hỏa không hiểu ra sao như vậy. Hả, người trẻ tuổi áo trắng kia nhìn chằm chằm lăng hàn lộ ra vẻ không vui bảo ngươi tự sát người dĩ nhiên còn chưa động thủ là muốn chết thống khổ vạn phần sao lăng hàn lắc đầu một cái quay đầu lại nhìn đám người hổ nữ một chút nói chúng ta tiến vào ổ trộm cướp sao lớn mật người trẻ tuổi áo trắng giận dữ lấy tay tóm tới lăng hàn muốn bắt người bất kính này mọi người thì phất cờ hò reo trợ uy thay người trẻ tuổi oanh tay của người trẻ tuổi áo trắng trực tiếp bắt được ngực của lăng hàn được đánh giết cuồng đồ lớn mật này lại dám chạy đến chỗ chúng ta ngang ngược người xung quanh đều hưng phấn gọi lên dưới cái nhìn của bọn họ lăng hàn không có sức lực chống đỡ là chuyện rất bình thường bởi vì người trẻ tuổi kia chính là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất trong cốc a à, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến không phải của lăng hàn mà là người trẻ tuổi áo trắng kia hắn dùng tay trái nâng cổ tay phải vẻ mặt thống khổ chỉ thấy năm ngón tay phải vặn vẹo khiến người ta nhìn mà hoa cúc căng thẳng thấy lạnh cả người trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía đều là âm thanh hít khí lạnh. Sao lại có thể như thế? Long thiếu là đại năng sáng thế cảnh A, ở trong cốc có danh xưng đệ nhất cao thủ, làm sao có khả năng một chiêu đánh vào trên người người khác, ngược lại làm cho ngón tay của mình gãy. Mau thả Long thiếu, chúng ta là quý khách của côn bằng cung, người biết côn bằng cung là thế lực gì sao, căn bản không phải ngươi trêu được. Mọi người rất nhanh lại mồm năm miệng 10, lần này là dùng côn bằng cung ép người. Những người này tin tức cũng quá bế tắc đi, không biết côn bằng cung đã bị ép giải tán sao. Lăng Hàn lắc đầu, đột nhiên quay về bầu trời phát ra một tiếng hét dài, âm thanh cuồn cuộn, như long ngâm. Xeo xeo xeo, nhất thời có nhiều người từ trong cốc nhảy ra, không vào chảm trần, thì không có năng lực phi hành ở tiên vực. Lão Tổ Tông, Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân, mọi người hành lễ với mấy người mới tới kia, biểu hiện cung kính. Lão Tổ Tông, xin ngươi nhất định phải thỉnh cầu cường giả của côn bằng cung làm chủ thai Long Nhi người trẻ tuổi áo trắng nửa quỳ ở trước mặt một đôi trung niên nam nữ cuồng nhân này từ tiện xông vào bản cốc không tính còn đả thương long phu quân chỉ nghe một tiếng rít lên một mỹ phụ đã vọt ra nhào về phía lăng hàn sau đó lại một mỹ nữ vọt ra đánh về phía lăng hàn sau đó là người thứ ba thứ tư tất cả mọi người há hốc mồm mấy vị thiếu phu nhân này đều là thê tử của cốc chủ đại nhân tuy bọn họ đều chưa từng thấy cốc chủ đại nhân chỉ được báo là cuối cùng có một ngày sẽ trở về nhưng tại sao các nàng lại lao vào lòng một nam nhân xa lạ? Chờ chút, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, lẽ nào người đàn ông xa lạ này là Lăng Hàn? Hàn Nhi, Lăng Đông hành cùng Nhạc Hồng Thường cũng chạy vội tới, đánh về phía con trai bảo bối. "Cha, mẹ!" Lăng Hàn kêu lên, chỉ cảm thấy viền mắt có chút ẩm ướt, cho dù hắn là đại đế cùng cấp vô địch, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một địa phương mềm mại. Thấy cảnh này, thiếu niên kia đương nhiên cũng rõ ràng Lăng Hàn là ai cũng biết bản thân mình phạm vào sai lầm lớn cỡ nào. Người trẻ tuổi áo trắng kia cũng tỉnh hồn lại, hắn đỏ cả mặt, mình ở trước mặt mọi người chịu khuất nhục, nhưng hai lão tổ tông không chỉ không quan tâm hắn một chút nào, ngược lại vô cùng nhiệt tình với tên hung thủ kia, điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. chương 2375, đoàn tụ hạ. Ánh mắt lang hàn đảo qua, Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Trư Toàn Nhi, khách liên tầm tuyết đều ở bên cạnh mình, mỗi một người đều mừng như điên, để trong lòng hắn cũng không khỏi cảm động nói để các ngươi đợi lâu hổ nữ ngáp một cái lộ ra vẻ tẻ nhạt đồng thời cũng có chút bất mãn thật vất vả mang những đại tiểu yêu tinh này từ bên người lăng hàn đi hiện tại lại trở về mấy vị này là vợ chồng lăng đông hành nhìn nữ hoàng hổ nữ nhu yêu nữ lộ ra vẻ kinh diễm mặc dù bọn họ là hổ nữ sắp xếp ở đây nhưng hổ nữ căn bản không hề tới nơi này bởi vậy ấn tượng của vợ chồng lăng đông hành đối với hổ nữ còn dừng lại ở thời kỳ trẻ thơ hoàn toàn không thể liên hệ tới mỹ nhân tuyệt diễm kia. Lăng Hàn cười còn nói, ta đến giới thiệu cho mọi người, đây là hổ nữ. Phúc, vợ chồng Lăng đông hành, chưa nữ hách liên tầm tuyết đều phun ra ngoài, bọn họ cái nào chưa từng thấy hổ nữ khi còn bé, nhưng luôn cảm thấy nhà đầu này vĩnh viễn sẽ không lớn lên, bây giờ nhìn thấy đại cô nương như hoa như ngọc kia, để bọn họ cũng không thể tin tưởng. Làm sao, nữ không xinh đẹp như thế sao? Hổ nữ rất bất mãn, trông eo nhỏ nhe răng, bởi vậy, Tất cả mọi người gật gù, đây tuyệt đối là hổ nữ. Sau một vòng giới thiệu, chúng nữ nhất thời đánh thành một mảnh, nữ hoàng chỉ mở miệng nói rồi vài câu, một cách tự nhiên để các nữ đều lấy nàng làm trung tâm, tín phục đến sát đất, mà vợ chồng Lăng Đông Hành thì lôi kéo Lăng Hàn hỏi liên tục. "Ô, cha, mẹ, đây là xảy ra chuyện gì?" Một bóng người hạ xuống, là một mỹ phụ ung dung hoa lệ, nàng là nói vợ chồng Lăng Đông Hành. "Cha, mẹ, Lăng Hàn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh Vợ chồng Lăng Đông Hành cũng hơi có chút mặt đỏ, nói với Lăng Hàn: "Đến, đây là muội muội ngươi, Lăng Nguyệt Ngôn." Ca, Mỹ Phụ nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hừm, hắn chính là ca ca của ngươi, Lăng Hàn." Nhạc Hồng thường lôi kéo tay của nữ nhi, hai nữ đứng chung một chỗ, quả nhiên có năm sáu phần giống nhau. Lăng Hàn nhìn về phía phụ thân, không khỏi giơ ngón tay cái, "Cha cũng thật trâu bò, cho hắn một muội muội còn nhỏ tuổi hơn con trai của mình." Có điều ở tiên vực tuổi tác thực không quá trọng yếu, mọi người động một chút là có thể sống mấy trăm triệu năm, thật muốn nghiêm khắc tính lên bối phận sẽ tính chết người a Ca, Lăng Nguyệt ngôn giòn tan kêu lên, Lăng Hàn nở nụ cười nói, nguội nguội, đến, đi vào trước đi, chậm rãi lại nói. Lăng Đông Hành cười nói, cả đám cũng không thể vẫn ở bên ngoài nói chuyện. Bọn họ vào phòng, vợ chồng Lăng Đông Hành không thể chờ đợi được nữa mà hỏi Lăng Hàn những năm này trải qua, có điều Lăng Hàn chỉ hời hợt nói một chút hoàn toàn không đề cập tới mình gặp phải các loại nguy hiểm cũng không muốn để cha mẹ lo lắng nói xong chuyện của hắn đương nhiên phải nói trở lại trên người vợ chồng lăng đông hành trải nghiệm của bọn họ liền bình thản hơn nhiều sau khi bị hổ nữ mang tới tiên vực bọn họ liền dàn xếp ở đây sau đó không cẩn thận liền sinh ra lăng nguyệt ngôn sau đó lăng nguyệt ngôn lập gia đình sinh ba con trai sau đó ba con trai này lại cưới vợ sinh con bởi vậy thung lũng này liền trở nên náo nhiệt bởi vì người nhiều để cho tiện quản lý mới xây dựng lên một thế lực hình thức gia tộc đương nhiên cái này ở tiên vực quả thực chính là đùa giỡn ngay cả một chảm trần lão tổ cũng không có có điều bởi vì người trong sơn cốc ngăn cách ngoại giới miễn không được ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại lại thêm bọn họ tự giác còn có côn bằng cung làm chỗ dựa chậm rãi liền sinh ra bầu không khí ngạo mạn đến đời này đã không thể thu thập cũng còn tốt nơi này là dưới chân côn bằng sơn người bình thường căn bản không thể đến người có tư cách đến cũng nể mặt côn bằng cung không đi tính toán. Vậy thì để người trong cốc trở nên càng thêm hung hăng cùng ngạo mạn. Vậy em rẻ ta đâu? Lăng Hàn hỏi, Lăng Hàn vừa hỏi, Lăng Nguyệt Ngôn lập tức nhíu mày. Làm sao? Lăng Đông Hành liền vội vàng hỏi. Lăng Nguyệt Ngôn muốn nói lại thôi, ca ngươi lại không phải người ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Hồng Thường cũng hỏi, ở dưới truy hỏi, Lăng Nguyệt Ngôn mới nói. Là Dịch Phong, Dịch Phong làm sao? Nhạc Hồng Thường truy hỏi. Dịch phong này họ trình, chính là trưởng phu của Lăng Nguyệt Ngôn, cũng là cô gia của Lăng Gia. Lăng Nguyệt Ngôn nói, dịch phong nói, côn bằng cung hủy diệt, mà Lăng Gia ta lại có quan hệ không nói được với côn bằng cung, muốn cùng ta cướp đứt tình vợ chồng, miễn cho trình gia bị cuốn vào. Cái gì, Lăng Đông Hành lập tức nổi giận, đột nhiên vỗ bàn. Lúc trước trình gia vì leo lên Lăng Gia, không biết ăn nói khép nép đến cỡ nào, cũng là trình dịch phong biết dùng lời chót lưỡi đầu môi, lúc này mới để Lăng Nguyệt Ngôn chưa va chạm nhiều, ngây thơ trong sáng mê đến thần hồn điên đảo kỳ thực lúc đó lăng nguyệt ngôn có rất nhiều lựa chọn không biết bao nhiêu gia tộc thực lực cách xa trình gia nhưng lăng nguyệt ngôn cuối cùng vẫn lựa chọn trình dịch phong trình gia là thế lực chảm trần cảnh ở côn bằng thiên tự nhiên là nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa nhưng lại nhỏ cũng mạnh hơn lăng gia tại sao phải hao tổn trí dính sát tự nhiên là coi trọng sau lưng lăng gia quái vật khổng lồ như côn bằng cung trình gia lựa chọn vì bọn họ mang đến lợi ích cực kỳ lớn sau khi cùng lăng gia kết thành thân gia trình gia từ lăng gia đạt được rất nhiều đồ cưới quý giá, lão tổ gia tộc thậm chí bởi vậy đột phá vào phân hồn cảnh. Nhưng bây giờ thì sao? Côn bằng cung bị tứ hải cung hủy diệt, trình gia sợ tứ hải cung thanh toán, tự nhiên muốn rũ sạch quan hệ với lăng gia. Chỉ là cấp độ của trình gia quá thấp, thời gian nhận được tin tức cũng muộn, cho đến hiện tại mới làm ra phản ứng. Nếu như tứ hải cung thật muốn thanh toán, làm sao có khả năng chờ tới hôm nay? Nói tóm lại, nếu lăng gia đã không có giá trị lợi dụng, ngược lại còn có khả năng tạo thành ảnh hưởng bất lợi với trình gia, vậy tự nhiên đến lập tức bỏ qua bộ quần áo cũ này. Cái gì, côn bằng cung hủy diệt, nhạc hồng thường đầy mặt kỳ quái, không phải hổ nữ còn đứng ở chỗ này sao? Ta cũng không rõ ràng, Lang Nguyệt Ngôn có chút mờ mịt, những người bọn họ tin tức đều quá mức bế tắc. Lang Hàn chen lời nói, côn bằng cung xác thực phát sinh biến cố trọng đại, chương 2376, trình gia khinh người nhưng tên tiểu tử khốn kiếp kia cũng không nên vào lúc này vứt nguyệt ngôn mà đi cái này xem như là có ý gì lăng đông hành vỗ bàn con gái của mình lại bị người bội tình bạc nghĩa hắn đương nhiên giận dữ đây không phải bản ý của dịch phong mà là bị gia tộc bức bách mới sẽ nói như vậy lăng nguyệt ngôn còn thay chồng mình nói tốt lăng hàn khoát tay áo một cái nói muội muội chúng ta đi trình ra một lần xem em dễ nói ra sao lăng nguyệt ngôn nhất thời lộ ra vẻ khó khăn trước đó vài ngày trình dịch phong trở về trình gia sau đó không trở về hôm nay nàng không nhịn được liền tìm tới trình gia kết quả bị trình dịch phong nói muốn cắt đứt tình vợ chồng mặt khác trong cốc còn có thật nhiều người kỳ thực là người trình gia tới nơi này chính là coi trọng tài nguyên của lăng gia dù sao hổ nữ đối với vợ chồng lăng đông hành là cực kỳ để bục hơn nữa tài nguyên tu luyện tiên dược trở xuống thật không tính là cái gì những người này cũng lập tức rút về trình gia dù sao sau này lăng gia sẽ không chiếm được chỗ tốt của côn bằng cung nữa vậy còn ở lại chỗ này làm gì? Cái này, Lăng Nguyệt Ngôn trần chờ trong lòng nàng vẫn còn yêu chồng mình, càng hy vọng đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý. Phàm là tộc nhân của trình gia ta nghe, lập tức thu thập hành trang, trở về gia tộc. Đúng lúc này, chỉ nghe một người ở trong cốc lớn tiếng nói, âm thanh cuồn cuộn như lôi. Vâng, thái hành tộc lão, người của trình gia đều ầm ầm kêu lên, lập tức bắt đầu thu thập. Chỗ tốt chiếm hết, hiện tại muốn chạy, lang hàn hừ một tiếng, lập tức vào ra ngoài, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy giữa bầu trời đứng thẳng một nam tử, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Đây là một tên tộc lão của trình gia, tương tự với trưởng lão trong đại giáo, tên là Trình Thái Hanh, Tu Vi Nhị Trảm. Cảnh giới như vậy đặt ở tiên vực không tính là gì, nhưng ở trong ngọn núi nhỏ này, người mạnh nhất chỉ là sáng thế cảnh, hắn tự nhiên có đủ tư cách xem thường người trong cốc. Tiểu nhân vô liêm sỉ nhanh cút đi, có điều, ăn của lăng gia ta, dùng của lăng gia ta, thì phải phun ra cho ta. Lăng Hàn mở miệng, ngươi là món đồ gì? Trình Thái Hành ở trên cao nhìn xuống Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn lấy lực lượng của thiên địa bản nguyên phong tỏa khí thức của mình, dưới tiên vương căn bản không thể nhìn ra tu vi của hắn cao thấp. Trình Thái Hành tự nhiên càng không coi Lăng Hàn là chuyện to tát, Lăng ra chỉ dựa lưng côn bằng cung mà thôi, nào có cao thủ, nhân tài gì. Trong cốc, người Trình ra lục tục thu thập xong hành trang, muốn rời khỏi. Thái Hành tộc lão, Trình Chi Long nhảy ra, một chân quỳ xuống trước Trình Thái Hành người này từng nhục nhã ta kính xin tộc lão ra tay vì ta giữ gìn lẽ phải hả trình thái hanh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc trình chi long là tộc nhân xuất sắc nhất trong thế hệ tuổi trẻ của trình gia cũng vì như thế mới được đưa tới nơi này bởi vì ở trong cốc đạt được tài nguyên tu luyện vượt xa trình gia nhưng trình chi long lại không địch lại lăng hàn làm sao có khả năng có điều tức giận lập tức để hắn quên điểm ấy ngược lại lăng ra căn bản là bé nhỏ không đáng kể hà tất để ở trong lòng hắn hừ một tiếng ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn nói. Thật to gan, ngay cả người của trình gia ta cũng dám động. Lăng Hàn hận nhất chính là Bạch Nhãn Lang, then chốt là trình gia cũng làm quá tuyệt, lợi dụng muội muội của hắn đạt được tài nguyên của côn bằng cung. Hiện tại côn bằng cung ngã, liền vội vã không nhịn nổi mà phân rõ quan hệ với Lăng gia, ngay cả vợ cũng có thể vứt qua một bên. Kháo, hắn là thánh nhân sao? Nói cho trình dịch phong trong vòng ba ngày, một bước một quỳ, thỉnh đội với muội muội ta, bằng không, ta liền giết trình ra từ trên xuống dưới chó gà không tha. Lăng Hàn lạnh lùng nói, nếu không phải thấy vẻ mặt của Trình Nguyệt chờ mong, biết nàng đã bị Trình Dịch Phong ăn gắt gao, hắn mới chẳng muốn làm điều thừa. Bạch Nhãn Lang a, à, giết chết là được. Ha 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 ha, cuồng nhân từ đâu tới, thực sự không biết cái gọi là. Trình Thái Hanh cười gằn, tộc lão, xin ngài giữ gìn lẽ phải. Trình Chi Long vội vã khẩn cầu. Được, Trình Thái Hanh đè xuống hoài nghi trong lòng, Lang gia tuyệt đối không thể có cao thủ gì, hắn thò tay phải ra che đậy về phía lăng hàn vù quy tắc diễn hóa thành một bàn tay lớn màu đen tóm tới lăng hàn lăng hàn chẳng muốn ra tay chỉ nhìn trình thái hanh thở ra một hơi hô cuồng phong gào thét bàn tay lớn màu đen nhất thời bị thổi thành vụn vặt mà tốc độ gió không giảm ngay lập tức thổi qua trình thái hanh soạt 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 hơi gió như đao mắt trần có thể thấy huyết nhục trên người trình thái hanh bị cắt đến sạch sành xanh chỉ còn dư lại một bộ khung xương sau đó khung xương cũng bị chém nát tan khi cuồng phong cuốn qua cả người trình thái hanh cũng hoàn toàn biến mất toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch trình thái hanh a à, nhị trảm lão tổ lại bị người thổi một hơi liền chết chuyện này yêu quái nhất định là yêu quái trình chi long thì cả người run cầm cập từ đáy lòng bay lên một luồng hàn ý không cách nào hình dung hai chân không tự chủ được run rẩy đây là quái vật gì a à, một hơi thổi chết một tên trảm trần lão tổ nguyên bản mọi người trình ra còn đang kêu gào còn lướt nhìn nhưng hiện tại mỗi một người đều ngây người như phỗng tại sao lăng ra có thể có người mạnh mẽ như vậy lăng hàn đưa mắt quét một vòng nói ai muốn về trình ra mọi người trình ra đồng loạt lắc đầu đùa giỡn lúc này ai gật đầu không phải muốn chết sao lăng hàn thở dài ta cần một người về trình ra báo tin sẽ không có người sung phong nhận việc sao ta 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 lần này tất cả mọi người vội vã dơ cao tay của mình tranh nhau chen lấn tình nghĩa cùng tộc gì cũng vứt qua một bên chỉ cần mình có thể rời xa tên sát tinh này là tốt rồi lăng hàn quét một vòng sau đó tùy ý chỉ một người liền ngươi đi cảm ơn ngài cảm ơn ngài người kia không ngừng nói cảm ơn cảm giác mình thật giống như nhặt được một cái mạng nhiều năm như vậy tổng cộng dùng lăng ra bao nhiêu đồ vật còn nhớ sao lăng hàn hỏi a à, con người của người kia quay nhanh làm sao vẫn muốn tính sổ với hắn chứ hắn nói Tiểu nhân hẳn là không có dùng bao nhiêu đồ vật a. À. Ha ha, Lăng Hàn điểm ra một chỉ, đùng, hai tay của người này nhất thời nổ tung, hóa thành mưa máu. Chương 2377, phân hồn mà thôi. Đây là lợi tức, đi nói cho gia chủ trình ra, một là để trình dịch phong một bước một quỷ tới đây, hai, những năm này dùng bao nhiêu đồ vật của Lăng gia, toàn bộ trả về cho ta. A, à, người kia kêu thảm thiết, đau đến nước mắt chảy ra. Lại kêu, ta liền chặt hai chân của ngươi thanh âm của Lăng Hàn chìm xuống, người kia vội vã ngừng lại, bỏ chạy. Lăng Hàn lần thứ hai đưa mắt phóng tới những người trình ra khác, bị ánh mắt của hắn đảo qua, mỗi người đều lạnh run, chỉ cảm thấy trái tim muốn nổ tung. Đây là một sát tinh giết người không chớp mắt ra, mà khi ánh mắt của Lăng Hàn rời qua, mọi người đều thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng. Cuối cùng, Lăng Hàn nhìn về phía Trình Chi Long, vào giờ phút này, kiêu ngạo trên người Trình Chi Long tự nhiên là không cánh mà bay, hắn đã biết thực lực của Lăng Hàn còn cao hơn hắn vô số lần, ngay cả nhị trảm lão tổ thổi một hơi cũng có thể thổi chết, này làm sao cũng phải là tam trảm thậm chí là tứ trảm A. Hắn không nói tiếng nào, còn muốn giữ gìn tôn nghiêm một hồi, nhưng thân thể run run rẩy rẩy hoàn toàn bán đi hắn. Lăng Hàn rên một tiếng, đùng, Trình Chi Long nhất thời sợ đến hai chân mềm nhún, nặng nề quỳ trên đất, sắc mặt như giấy trắng. Người coi như là tấm gương đi, Lăng Hàn thu tới một tảng đá, tiện tay ném về phía trình chi long đặt hắn ở dưới tảng đá đây cũng là trừng phạt sao người trình ra nhìn cũng không phản đối đúng tảng đá này đặt ở trên thân thể người thường tuyệt đối là trừng phạt vô cùng thống khổ nhưng đối với võ giả tu vi có chút thành tựu mà nói đây chỉ là chút lòng thành Huống chi trình chi long là sáng thế cảnh khối đá này để lên khẳng định là không đến nơi đến trốn a à, nhưng ngoài ý muốn chính là trình chi long phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn nữa còn tan nát cõi lòng có người lập tức hiểu nhỏ giọng nói long thiếu khẳng định là cố ý kêu to hắn biểu hiện càng thống khổ sát tinh kia hiển nhiên sẽ không đi dùng trừng phạt khác đúng nếu như không đến nơi đến trốn vậy sát tinh kia tức giận trực tiếp giết người liền xong vẫn là long thiếu thông minh nhưng một lúc sau mọi người liền phát hiện không đúng trình chi long không giống như đang diễn trò a cả người chảy ra mồ hôi lạnh cùng máu tươi nhiễm ướt dưới thân chuyện này muốn nói diễn kịch cũng diễn quá mức a t lẽ nào hắn thật chịu đựng thống khổ lớn lao trình chi long xác thực không có đang diễn trò tuy lăng hàn chỉ tiện tay kiếm một tảng đá lại nhưng ở trên da chỉ quy tắc hệ thổ để trọng lực đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi lại thêm quy tắc hệ kim gia tăng lực phá hoại để trình chi long như bị đao cắt chính như hắn nói đây là một tấm gương hào hào nghĩ rõ ràng những năm này cầm của lăng ra bao nhiêu đồ vật viết xuống không sót một thứ cho ta nếu để cho ta phát hiện có gì sai lầm cái này chính là tấm gương của các ngươi, không ngại nhìn kỹ đi. Nói xong, Lăng Hàn liền trở về gian phòng, có thần thức của hắn bao phủ, ai có thể chạy trốn. Lăng Hàn, hiện tại ngươi mạnh đến mức nào? Rực song song há miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn lên tròn trịa. Lúc trước nàng chỉ là sơn hà cảnh, tuy thiên phú không tính thấp, nhưng thành tựu tương lai khả năng liền dừng ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, nhưng đi tới tiên vực, tài nguyên vô hạn rót vào, mạnh mẽ để nàng ở trong vạn năm bò đến sáng thế cảnh. Chỉ là cửa ải trảm trần này quá khó vượt qua, nhưng vẫn để cho nàng cực kỳ thỏa mãn, chỉ cần có thể qua được mỗi 100 triệu năm một lần thiên nhân kiếp, nàng sẽ nắm giữ tuổi thọ dài đến trăm tỷ năm, có một tia hy vọng sung kích trảm trần. Vạn nhất thành tựu trảm trần, vậy tuổi thọ liền ngang trời. Trên thực tế, sáng thế cảnh là cảnh giới nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, làm cho nàng thường thường hoài nghi cái này có phải là một giấc mộng hay không. Nhưng tu vi của Lăng Hàn còn cao hơn nàng, thậm chí cao đến tình trạng làm cho nàng không thể thấy rõ cảnh giới, để nàng làm sao có thể tin tưởng. Phải biết, nàng là dựa lưng côn bằng cung, có lượng lớn tài nguyên cung cấp. Đúng đấy, tiểu đệ đệ, hiện tại ngươi mạnh cỡ nào? Thái Âm Vương cũng nghị nhãn như tơ, phong cách của nàng bất biến, chỉ là theo tu vi đạt đến sáng thế cảnh, trở nên càng ngày càng quyến rũ mê người. Nàng càng tiếc nuối, nếu như tất cả những thứ này phát sinh sớm một chút, nàng một đầu ngón tay là có thể san bằng ngũ tông, khai thiên càng thừa sức làm sao để mã đa bảo khai thiên thất bại. Ngay cả các nữ hách liên tầm tuyết cũng sốt sáng nhìn Lăng Hàn, các nàng tự nhiên hy vọng Lăng Hàn càng mạnh càng tốt. Lăng Hàn cười cợt, phân hồn mà thôi, phốc, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, phân hồn, còn mà thôi. Người có biết, phân hồn đã là bậc thang thứ hai của tiên đạo, đại bộ phận người cần tiêu tốn mấy tỷ năm mới có thể tu đến độ cao như vậy không? Người mới dùng bao lâu? Hổ nữ đầy mặt kiêu ngạo nói, vẫn là thiên hồn cảnh nha, mọi người lần thứ hai phun mạnh, thiên hồn, kia chính là cảnh giới nhỏ cuối cùng ở phân hồn, đi lên trước nữa chính là tiên phủ, bước lên bậc thang thứ ba của tiên đạo. Quá khuếch đại, đây là làm sao tu luyện, không phải thiên hồn phổ thông, mà là ngưng tụ thành chín phân hồn, sức chiến đấu bay thẳng tiên phủ. Nữ hoàng nói tiếp, sự tình tăng thể diện cho phu quân đương nhiên phải nói ra, ngược lại cái này cũng là sự thực. Trước thì có hai tên nhất bí đế giả bị lăng hàn đánh giết. Giới hạn ở cấp độ, đám người hách liên tầm tuyết không biết đế giả là có ý gì, nhưng nhất bí đại biểu cái gì bọn họ vẫn biết, kia là cảnh giới nhỏ thứ nhất của tiên phủ. Nói cách khác, Lăng Hàn thật có thể giết tiên phủ. Trời à, Hàn Nhi, Lăng đồng hành kích động đến không được, hai tay khoát lên trên vai của Lăng Hàn, lão lệ chảy ra. Ca, người thật lợi hại như vậy, Lăng Nguyệt ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, tuy hậu trường côn bằng cung đã ngã, nhưng Lăng Hàn quật khởi mạnh mẽ, có một vị đại ca như vậy, trình dịch phong nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nàng không để ý Trình Dịch Phong đã từng làm gì, chỉ cần hắn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh mình liền đủ. Lăng Hàn thở dài, tính cách của muội muội này quá nhu nhược. Nếu như đổi thành Lăng Hàn, hắn làm sao cần Trình Dịch Phong hồi tâm chuyển ý, trực tiếp một quyền đập chết. Nhưng nếu Lăng Nguyệt Ngôn khăng khăng một mực, hắn cũng chỉ có thể quanh co. Chương 2378: Sứ giả Trình gia. Cái uy này vừa lập, vậy chỉ cần hắn còn một ngày, Trình gia sẽ coi Lăng Nguyệt Ngôn là tổ tông mà cung cấp không dám có chút ngạo mạn mảy may hàn nhi người càng ngày càng có tiền đồ nhạc hồng thường thở dài nói là con trai cứu nàng từ trong lao mục ra để vợ chồng bọn họ đoàn tụ cũng là lăng hàn để bọn họ có thể tiến vào tiên vực lấy tư chất bình thường bước vào sáng thế cảnh đây là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ hiện tại lăng hàn lại một lần nữa thành trụ cột trong nhà che mưa che gió lăng hàn của nữ là mạnh nhất hổ nữ treo ở trên lưng lăng hàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Các nữ hách liên tầm tuyết cũng trong mắt có thần thái liên tục, quyến rũ như nước. Khặc, bản vương liền không quấy rầy các ngươi, thái âm vương xoay người rời đi, bổn cô nương cũng chạy, rực song song cũng thức thời rời đi, vợ chồng lăng đông hành, lăng nguyệt ngôn đều rời phòng, nhưng không gian cho lăng hàn cùng các hồng nhan. Phu quân, các nữ lập tức đánh tới, điên cuồng hôn môi lăng hàn. Hơn một vạn năm, nhớ chết các nàng, lăng hàn ôm ấp, trong lòng cũng cực kỳ cảm khái, đi qua nhiều năm như vậy, cuối cùng một nhà đoàn tụ. Chúng nữ vừa khóc vừa cười, vừa cười vừa khóc, để hổ nữ cực kỳ khinh bỉ, thực sự là tiểu hài tử. Bọn họ cũng không có làm sự tình xấu hổ gì, chỉ nói những năm này trải qua, vừa nói chính là ba ngày, người của trình gia rốt cục đến rồi. Người trở lại báo tin chỉ là Sơn Hà Cảnh, một đường vượt núi băng đèo vẫn cần một quãng thời gian, bởi vậy hắn trở lại liền bỏ ra thời gian hơn một ngày, sau đó trình ra bởi vì đột nhiên xuất hiện lăng hàn lại thương lượng hơn một ngày thời gian, rốt cuộc phải dùng sách lược thế nào, đến ngày thứ ba sắp kết thúc, bọn họ mới rốt cuộc có quyết định, phái người lại đây. Trình ra cũng không có điều động trận chiến quá lớn, mà chỉ bảy người mà thôi, sáu lão giả, một thiếu niên. Sáu lão giả đều là tộc lão của trình gia, rất sớm liền đột phá chảm trần, càng có ba người đạt đến tứ chảm. Cuối cùng tên thiếu niên kia nhìn qua dáng vẻ chỉ 18, 19, nhưng tản mát ra khí tức thình lình đạt đến chạm trần cảnh. Hắn gọi Trình Vô Nhai, chính là thiên tài đời trước của Trình gia, chỉ dùng 30 triệu năm liền bước vào chạm trần cái này là thành tích cực kỳ kinh người, cũng là thiên tài số một Trình gia từ trước tới nay. Bảy chạm trần cùng xuất hiện, gần như là 2 phần 3 lực lượng hàng đầu của Trình gia, có thể thấy được đối với Lăng Hàn coi trọng đến đâu. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có toàn lực ứng phó, bởi vì Trình gia lão tổ ở trước đây không lâu đột phá phân hồn, hắn không tới nói rõ trình ra cho rằng bảy vị trảm trần lão tổ đủ để trấn áp lăng hàn. Cuồng đồ lớn mật, lăn ra đây, một tên tộc lão của trình Gia lớn tiếng quát, hắn ở trong các tộc lão xếp vị trí thứ ba. Ngũ tộc lão nhìn thấy trình chi long bị trấn áp, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng, bởi vì hắn là lão tổ trực hệ của trình chi long, mà trình chi long cũng là hy vọng tương lai của chi mạch hắn, hy vọng hắn kế thừa vị trí của mình. Hắn vội vã hạ thân hình xuống, đưa tay lên tảng đá lớn, muốn di chuyển đi, giải cứu hậu nhân ra. Trình Chi Long nguyên bản đã bị chơi đùa uể oải, ngay cả âm thanh kêu đau cũng như muối kêu. Nhưng nhìn thấy tổ tông đến, không khỏi vạn phần kích động, tinh thần tỉnh táo, kêu lên: Lão tổ tông cứu ta, nhanh cứu ta! Còn có nhất định phải giết ác đồ kia, bầm hắn thành vạn đoạn, lại để hắn chịu ba ngày dần vặt như địa ngục. Hắn nhất định phải báo thù, không báo thù này, hắn thể không làm người. Lăng Hàn đã đi ra, hai tay chắp sau lưng, liền như vậy dựa ở trên cửa, cũng không ngăn cản mà lạnh nhạt nói xem ra đầu óc của các ngươi có chút vấn đề ta nói rồi để trình dịch phong một bước một quỷ tới tam tộc lão xem thường nhìn lăng hàn nói ngươi là ăn gan tiên long sao lại dám đối nghịch trình ra chúng ta hỏi một đằng trả lời một nẻo xem ra là phải giáo huấn một hồi lăng hàn thong thả nói a một bên khác ngũ tộc lão hoàn toàn biến sắc hắn nguyên bản rất tùy ý đi lấy tảng đá kia nhưng hơi dùng sức mới phát hiện khối đá này thật giống như liên tiếp với đại địa không thể động, hắn thậm chí ngay cả dơ lên một tia cũng không cách nào làm được. Hắn tự nhiên hoảng hốt, làm sao cũng không có phát hiện khối đá này như là bảo vật A, làm sao sẽ trầm trọng như tinh thể. Không, so với tinh thể còn trầm trọng hơn, lấy lực lượng của trảm trần lão tổ, nâng lên tinh thể là điều chắc chắn. Sáu tên tộc lão khác cũng phát hiện dị dạng của hắn, không khỏi quay đầu nhìn lại. Tam tộc lão hơi nhướng mày nói, lão thất, người đang làm gì? Hắn hết sức bất mãn, lúc này chính là sĩ khí như cầu vồng người lại ân a ổ a không phải bị táo bón chứ rất mất mặt a ta ta không xê dịch nổi sắc mặt của ngũ tộc lão đỏ chót nói để hắn xấu hổ chết mất cái gì sáu tên tộc lão khác cũng không tin trên khối đá này còn mọc mấy cây cỏ hiển nhiên không thể là bảo khí gì chỉ là đá bình thường mà thôi người thậm chí ngay cả tảng đá cũng không xê dịch nổi đầu óc người động kinh sao lại nói ra lời ngu ngốc như vậy ta đến lục tộc lão nhảy ra ngoài bọn họ xếp hạng là căn cứ thời gian đột phá chảm trần đến xếp, nhưng có mấy người cái sau vượt cái trước, cảnh giới càng cao hơn cũng không nhất định. Xem ngũ tộc lão chỉ là tam chảm, nhưng lục tộc lão là tứ chảm. Ngũ tộc lão tránh ra, đổi lục tộc lão lên, nhưng kết quả giống nhau, mặc cho lục tộc lão ước đến nét mặt già nua đỏ chót, thậm chí còn nén ra một cái rắm, nhưng tảng đá lớn vẫn như cũ, không nhúc nhích. Lần này, bảy tên tộc lão đều sắc mặt kinh biến, biết cái này không phải là ngũ tộc lão đầu óc có bệnh, mà là khối đá này có vấn đề trình chi long cũng không kêu hắn ngơ ngác nhìn ánh mắt không có tập trung thật giống như choáng váng ta đến trình vô nhai nói sắc mặt âm trầm hắn là trình gia thập tộc lão cũng là người thứ nhất hiện tại ở trong trảm trần cảnh tương lai vô cùng có khả năng đột phá phân hồn bởi vậy đừng xem hắn xếp hạng cuối cùng nhưng phân lượng cực kỳ nặng lão thập người đến sáu người khác dồn dập nói trình vô nhai cũng không có đưa tay đi dơ đá mà hít một hơi thật sâu bắt đầu vận chuyển tiên pháp. chương 2379 trở lại, hắn muốn trực tiếp đánh bay khối đá này. Lần này, Trình Chi Long nhất thời sợ, ngây người như phóng, dáng dấp trở nên vạn phần kích động, còn kém khua tay múa chân. Thập tộc lão, ta còn ở phía dưới, ta còn ở phía dưới, tiên pháp oanh kích, hắn khẳng định cũng bị đánh giết thành cặn bã. Nhưng Trình vô nhai ngoảnh mặt làm ngơ, hiện tại không phải là vấn đề sinh tử của một tộc nhân, mà là mặt mũi của Trình gia ngay cả tảng đá cũng không làm gì được, mất mặt ném đến chân trời a. À. Bạo cho ta, hắn ầm ầm ra quyền, trên nắm tay phóng tiên văn, uy lực ngập trời. Sáu tên tộc lão khác đều âm thầm hoảng sợ, đều là chảm chân, nhưng vô nhai mạnh hơn bọn họ, hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo, ở dưới đòn đánh này hiển lộ hết hoàn toàn. Ầm, um, quyền lực dâng lên, nhưng trên tảng đá có một đạo tiên quang hơi phát sáng, như vạn pháp mất sâm, đừng nói đá không hư, ngay cả Trình Chi Long ở phía dưới cũng bình yên vô sự. Chuyện này, lần này bảy tộc lão của trình gia đều ngơ ngác, liên thủ thử một lần, tám tộc lão nói, âm thanh có chút run rẩy đây cũng quá dọa người, lão thập ra tay cũng không có hiệu quả chút nào. Nếu như nói tảng đá kia là bảo vật, vậy bọn họ cũng nhận, sẽ không sợ hãi như thế, then chốt đây chỉ là một tảng đá bình thường, cho nên mới dọa người A. Được, bọn họ chưa từ bỏ ý định, đá bình thường cũng có thể có chịu uy như thế, khẳng định là thủ đoạn lăng hàn làm ra, nếu như bảy người bọn họ liên thủ cũng không thể làm gì, vậy nói rõ bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, vậy vẫn là mau mau chạy trốn đi. Bọn họ liên thủ, ở tam tộc lão ra lệnh một tiếng, bảy người đồng thời ra tay, oanh, ánh sáng khủng bố đánh vào trên tảng đá, khuấy động lên tia sáng chói mắt. Vù, đá cũng hơi phát sáng, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng cản lại công kích của bảy tên trảm trần lão tổ. Sắc mặt bảy tên tộc lão đều trắng bệch, lăng hàn căn bản không có ra tay chỉ là một tảng đá liền để bọn họ biết cái gì gọi là không thể địch chạy bảy người cũng trong lúc đó xoay người muốn bỏ chạy để bọn họ vui mừng chính là lăng hàn không có ra tay vẫn dựa vào cổng hai tay chắp sau lưng một bộ dáng dấp ta căn bản không nhìn các ngươi liền để ngươi cuồng chờ chúng ta trở về trình ra mời lão tổ tông trở lại chân áp ngươi xeo 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 trong nháy mắt bọn họ liền vào tới lối vào thung lũng nhưng ánh mắt hoa lên bọn họ lại trở về trong cốc ở vị trí xuất phát lúc trước cái này chuyện gì thế này trong lòng bảy người kinh hãi nhưng dưới chân lại chạy trốn càng nhanh hơn lại đi tới lối vào thung lũng nhưng khi bọn họ lại bước một bước thì xèo thấy hoa mắt lại trở về vị trí xuất phát trong cốc thấy quỷ a à, bọn họ đều muốn khóc liên tục hai lần như vậy làm sao cũng không thể là thiên địa không gian xuất hiện biến hóa mà là có người thi pháp mà người như vậy chỉ khả năng là lăng hàn một người hai tay chắp sau lưng, dựa cổng, liền có thể đùa bớn bảy đại trảm trần lão tổ ở trong lòng bàn tay. Ngươi đến cùng là quái vật gì a? À? Chạy nữa, bảy người lần thứ hai xông lên, trong lòng sợ hãi tựa hồ chỉ có dùng phương thức như thế mới có thể giảm bớt một chút. Trình chi long may mắn thấy cảnh này, bảy vị lão tổ tông không ngừng xung kích lối vào thung lũng, vừa tới, soạt, lại trong nháy mắt xuất hiện ở tại chỗ, thật giống như bọn họ căn bản không phải người, mà chỉ là một con cờ mà thôi, bị tùy ý điều khiển. Hắn nhếch miệng, lúc này trong lòng kinh ngạc đã vượt qua thân thể đau đớn đương nhiên đây chỉ là một hồi mà thôi rất nhanh hắn lại hừ hừ y y chỉ là cổ họng đã sớm gọi câm hiện tại thanh âm này thấp đến đáng thương liên tục thất bại mười mấy lần bảy tên tộc lão không chạy nữa biết đây chỉ là uổng phí khí lực sẽ chỉ làm người chế giễu mà thôi ngươi muốn cái gì tam tộc lão nhìn về phía lăng hàn mạnh mẽ chấn định nhưng hai chân run rẩy đã bán đi hắn hết cách rồi lăng hàn mạnh mẽ đã để hắn không cách nào phỏng đoán có thể còn mạnh hơn lão tổ tông. Lăng Hàn kinh ngạc nói, các ngươi không phải ngốc chứ, chạy tới khí thế hùng hổ, làm sao ngược lại hỏi ta muốn cái gì. Ta muốn rất đơn giản, trình ra ăn lăng ra ta bao nhiêu đồ vật, phải đầu đuôi phun ra toàn bộ, còn có, để trình dịch phong quỷ tới gặp, mấy câu nói này đều nghe không hiểu sao. Hắn lắc đầu một cái, lại nói, quên đi, ta không yên lòng trí thông minh của các ngươi, đều chờ ở đây đi. Hắn ngoắc ngoắc tay, liền có bảy tảng đá bay tới, lớn thì như cối say nhỏ thì lại chỉ như nắm đấm lăng hàn tiện tay ném đi bảy tảng đá liền rơi về phía bảy tộc lão trình ra oanh oanh oanh, bảy người đồng thời bị chấn áp nằm trên mặt đất trên người đều đè lên một tảng đá mà bất kể là to bằng cái thớt hay to bằng nắm tay đều ép tới mỗi người không thể động đậy đá chỉ là một môi giới trọng yếu chính là lăng hàn gia chỉ quy tắc ở phía trên a bảy trạm trần lão tổ đều kêu thảm thiết đây là quy tắc mà ép mặc ý chí của bọn họ như sắt cũng không thể chịu đựng Lăng Hàn lắc đầu một cái, trở lại trong phòng, chiến đấu ở cấp bậc này hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, dây dưa dài dòng như vậy chỉ là vì người nhà. Một bên khác, trình Gia, khoảng cách trình Gia thất tộc lão xuất phát đến nay, đã qua dòng dã hai ngày. Đối với chạm trần mà nói, nhiều nhất một nén hương thời gian liền có thể đánh thắng qua lại, làm sao có khả năng đến hiện tại còn không có nửa điểm tin tức. Hơn nữa, người hắn phái đi tìm hiểu tin tức cũng không có trở về, không phải một người, mà là đi mấy nhóm liền biến mất mấy nhóm, thật giống như trốn đảo nguyên là một cái động không đáy. Chờ thời gian càng dài, trong lòng lão tổ trình ra liền càng bất an. Bẩm báo gia chủ đại nhân, gia chủ tỉnh ra cầu gặp. Một tên hạ nhân đột nhiên đến báo, tỉnh khả binh, gia chủ trình ra hơi sững sờ, sau đó đột nhiên cười to. Đến rất đúng lúc, tỉnh khả binh muốn cùng trình ra ta thông ra, ta không ngại kéo hắn xuống nước, đi thăm giỏ lăng ra. Mời hắn tiến vào, không, ta tự mình đi, gia chủ trình ra đứng dậy, đích thân đi ra nghênh đón một lúc sau liền thấy hắn mời hai người vào trong đại sảnh